Sư phụ hôm nay đang có mặt ở Thiên Long Giang. Hello, Houston. Chào sư phụ. Welcome to Houston, sư phụ. Trời cũng tốt ha. Chỗ nào ngồi ha? Mình còn thô sơ cho nên không có chỗ ngồi. Có lần qua phải đổi ra. Anh Long bắt cái ghế cho sư phụ ngồi đây vậy? Không có làm sao đó. Bên đằng sau sư phụ. Đây là phía sau của chánh điện. Đấy, ngồi bên đó đi, xuống ở đây được. Khu xung quanh đây được. Ở đây không? Hữu tính lấy cái lò vô kìa. Dạ con có đem cái lò. Lò của Hữu tính kìa. Để Hữu tính, lấy Hữu tính đi. Con có cái càm cái tắt gì không con? Vì allergy nó hơi khô cổ. Là mấy ngày phụ travel around the world. Vừa về. Chào anh em ta. Thiên Sương không khỏe không? Ngồi ngoài đó phải có nón lá à. Để nó nóng. Tự mình phải lo nhan sắc của mình nha. Xuống trần chia thù chỉ lo thần hồn mấy con được về trời thôi. Còn nhan sắc mình phải lo, sức khỏe mình phải lo. Cha mình cho mình sống tuổi thọ trên 100. Mình biết giữ thì mình 100, còn mình không biết giữ thì mình đi về sớm. Tự vì mình ham ăn, ham làm biếng tập thể dục. Thật sự là như vậy, con người không có số mệnh nha. Nó chỉ có, nhưng mà mình có thể thay đổi số mệnh.
Hello. Low echo. Hello. Hello. Lấy cái này chi nhiều không làm lầm thường. Hello. 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 Hi Echo. How's Echo? Hello. Hello, hello. Này rồi. Là bự để đây chứ không để ngoài đó xong nghe. Như là Phật, bữa nay thứ tư ngày 24 tháng 4 năm 2024 tại Thiên Long Giang, Houston, Texas, miền Trung nước Mỹ, tiểu bang Cộng Hòa. Tiểu bang này có Cộng Hòa đó. Hôm nay về đây thăm mấy đệ tử với làm mấy công việc. Có mấy công trình Long đang làm, chỉ nó một chút. Với tượng cha mẹ Thượng Đế sắp sửa về đêm đây để chỉ đúng cái địa điểm. Để mai mốt nó đặt lộn chỗ, mệt lắm. Rồi ở đây hai đêm. Ngủ ngày hôm qua đêm, rồi tối nay ngủ đêm nữa, rồi sáng về lại Cali. Cả tháng nay sư phụ đi vòng vòng. Mới đi Á Châu về, đi Nam Cali, đi Á Châu. Bây giờ đi qua đây. Mấy con không làm sẵn đi để nói chuyện làm kiểu này sao nói. Ở đây mình không có dàn giá. Còn là xài rookie không à, không có professional. Professional tới cái là nó có sẵn hết không? Hello. Hello. Không phải em lo lại đây nè, để đâu rồi? Ê, chị Tú làm sao vậy? Điên hả? Ở đây nó gần để mới chỉnh được chứ. Đây nó cần mới gần cho phụ đồ chỉnh lúc nào echo, lúc nào không echo. Còn nếu ghim á, cái đó nó có berry mà ghim sao hôm giờ không ghim sẵn đi. Có lo này ở đâu nữa vậy? Sao biết sư phụ bữa nay ra sao em quả giờ không ghim để chặt pin, nó có pin mà. Nó không có pin hả? Thôi vậy khỏi đi, cất đi, kỳ lắm, dẹp đi. Mình lên mạng 5 năm rồi, mình xài toàn là đồ chơi, đồ dởm không à. Bữa nay xài đồ dởm tiếp, dài 300 bạc được rồi. Quan trọng là nói cái gì kìa. Chứ bây giờ để một vàng giá cũng như kiểu Thí Nga, Barry, mấy technical, rồi âm thanh, rồi ca sĩ, mấy trăm người rồi. Nhưng mà cuối cùng ta coi cái video ra dài ba tuần, ta cũng dục bên. Còn những cái gì sư phụ nói, nó sẽ lưu truyền nhiều nghìn năm. Đi vào lịch sử nhân loại. Thiên nói chuyện này là cuốn kinh sống. Nên mỗi hành động, mỗi lời nói đều ghi nhận lại hết.
nói đơn sơ, ngồi đơn sơ, không có ban bệ, không có professional camera, không có gì hết. Nhưng mà những lời nói làm cho mọi người có cái tâm bình an và mọi người biết được là chuyện gì sắp xảy ra, cho nên mình không có phải nôn nao, sợ sệt hay là lo lắng. Và đồng thời mình biết được ở vào cái thời này tất cả các con á, là có đại phước, vì biết được có cha sẽ rước chúng ta về khi chúng ta qua cái đại nạn này 100 tuổi già. Và trong lúc chúng ta còn đang mạnh khỏe thì cũng có một cái nơi này, Thiên Long Giang, để mà tụ lại mỗi ngày đọc kinh, cuối tuần có buồn bực gia đình gì đó cũng có một cái nơi, một cái mái nhà chung của cộng đồng Việt Nam. Và nhất là những đứa họ Thiên thì là trong gia đình họ Thiên, còn không phải chỗ này dành riêng cho gia đình họ Thiên mà dành riêng cho tất cả những người không phải họ Thiên. Họ thích họ gì cũng được hết, họ thích hay là họ Chúa cũng được, là của cộng đồng, họ cứ vô đây tìm sự bình an là ở nơi này. Mà công trình xây dựng thì cần có những người có tâm và có lòng vị tha và biết nhìn là lớn, nghĩa là phải về đây giúp để xây dựng. Chứ còn đổ tiền mà mướn nhà thầu thì dễ rồi. Cho nên đa số bển á, là có vài người thì mình phải mướn tại vì cái kỹ thuật xây dựng. Nhưng mà cũng có những người có tâm. Thì ở Thiên Long Giang á, là của chung, cộng đồng Việt Nam, con cháu của các con sẽ lớn lên ở đây này. Nó có một cái nơi để biết về phong tục tập quán và biết được cái nơi này không thuộc gì của ai hết, của 100 họ người Việt, họ Nguyễn, họ Trần, họ Lê, họ Phạm, họ Lý, tất cả các họ. Hôm nay những ngày khai quang của mảnh đất này, còn những công trình không có, cho nên thầy trò vẫn còn ngồi ở dưới bãi cỏ, thì mình đã có phước rồi. Hồi xưa Phật còn ngồi trong rừng, ngồi trong hang đá, Chúa còn đi lang thang, thì hôm nay mình có phước hơn Phật với Chúa rất là nhiều. Và mình còn có nước để xài nữa nè, còn có đồ ăn đó. Hồi xưa Phật với Chúa, lúc mà Phật giảng pháp chỉ có đi xin cơm hàng xóm hay là đi hái trái cây rồi thôi. Cho nên nếu so lại là mình có đại phước. Rồi mỗi một ngày, mỗi một nơi này, mỗi một cái bàn tay nhỏ góp vô để mà và những ý kiến hay đẹp, thì từ từ chỗ này sau này sẽ thành một cái nơi rất là nhiều người quy tụ lại. Đó là ông Sơn Thần ông nói. Tại vì lúc trước mấy đứa mua cây tính trồng vô con đường dài đẳng, cái ông A Hồ ông nói Thái Tử dặn mấy đệ tử đừng có trồng gần quá, sau này cái con đường đó sẽ gấp đôi, gấp 4 lần, nó sẽ 2 chiều chạy vô chạy ra, đừng có trồng cây gần gần mấy cái đường, trồng xa. Tức là những vị thần tiên cai quản mảnh đất này là mình tiếp xúc rất là cận kề. Đó, ông gọi đẳng thì ngài đã báo trước cho mình biết sau này có hàng triệu người về nơi này ở khắp những vùng lân cận, và nhất là ở vùng thành phố Houston này rất là đông người Việt. Chẳng qua bây giờ thì họ chưa có hiểu được, nhưng mà không hiểu bữa nay chưa chắc là không hiểu mãi mãi. Họ sẽ nhận ra được, họ sẽ biết nơi nào là nơi thanh bình, nơi nào là nơi không có vụ lợi, nơi nào là Phật, nơi nào là ma quỷ. Thường ma quỷ cái số đông nhiều hơn là Phật. Tại con của Phật là phải sàng, phải lọc, phải lựa mới có bi trí dũng, mới hiểu được. Còn con có những người mà không có chánh kiến, cứ theo mà áo và âm thanh, họ cứ hùa theo thôi, chạy theo đám đông. Cho nên thời Phật Thích Ca, ngài có nói vào thời mạt Pháp, tăng ni đi dưới gầm cầu rất là đông, trong đó cũng có Phật tử đi theo hộ giá, đông lắm. Còn con của Thượng Đế lưa thưa lướt thớt, không có đông, nhưng mà những đứa con ngoan hiền, biết nghe và biết cầm cuốn kinh Thiên Tâm để đọc, biết đeo dấu Thiên Tâm để cho cái sự an lành trong những cái đêm và những cái nơi hoang vắng, nghĩa địa hay là đi đám ma đám tán, thì cái dấu Thiên Tâm rất là màu nhiệm trong cái thời này.
cả những đảng viên bị đốt củi, đốt lò, những cái người ở bên Việt Nam, cả 100 triệu dân ở bển, chẳng có ai có ngày nào mà gọi là tâm bình an hết. Thì ngay trong lúc này là lúc cần nhất. Trước khi tìm hiểu Ngô Tuấn Kiệt này là ai, thì làm ơn đeo cái dấu vô trước đi, thì các vị sẽ gia hộ để cho cái trí nó sáng hơn, thì sẽ hiểu lẹ hơn. Chứ còn kêu người ta hiểu họ Thiên là ai, Thiên Ngô Tuấn Kiệt là ai, Thiên Tuấn Kiệt là ai, Thiên Tử là ai, Minh Dương là ai, Chúa Xô Tái Lâm là ai, vân vân và vân vân, họ rất là khó hiểu. Nhưng mà cái đeo dấu thiên tâm thì chẳng có tốt gì hết. Chỉ cần lên online xin là có, thì gắn đeo vô để mà qua được cái đại nạn. Đây, những vị thần người ta có cặp mắt thần, người ta nhìn từ phía xa, dấu thiên tâm nó sẽ hiện lên trước ngực mình, nó sẽ phát quang lên, thì người ta né, người ta tránh. Đây là con của ông trời rồi, người ta không có biết. Cha chỉ tính là quay đầu thôi, giống như người thế gian mình nói á, đánh chó chạy đi chứ không có đánh chó chạy về. Thì dầu cho trong đời mình có làm lỗi cỡ nào, tội tài trời cỡ nào, có nặng cỡ nào, giống như Trương Mỹ Lan vậy, 44 tỷ á, mà nếu hôm nay quay đầu, hôm nay mà chịu đeo dấu thiên tâm á, có thể sư phụ sẽ xin cho không bị tử hình. Tại ba cây nhang ở sư phụ rất là màu nhiệm, sư phụ lên thẳng trên điện Thiên Sơn trên cha xin thôi. Cho nên xuống trần á, vì cuộc đời, vì mọi hoàn cảnh làm cho chúng ta thay đổi đời sống, làm chúng ta những chuyện chúng ta không thích làm mà chúng ta cũng phải làm, thì đi theo một cái một cơn lốc đen của dòng đời. Khi chúng ta ra đường khỏi cái núi, khỏi cái mảnh đất này, mảnh đất lành này, chúng ta đâu có gặp được bao nhiêu người tốt đâu. Thử đi, ra Bel Air đi, có bao nhiêu người biết Thượng Đế là ai? Tại vì cha đã bị ma quỷ bịt mắt, bịt mũi, con của cha đã rất là nhiều lâu rồi. Hôm nay cha cho đứa con này xuống mang xác phàm để nói lên sự thật. Hôm nay thời nay ai không cầm nổi quốc kinh thiên tâm khó mà về trời lắm. Trong những ngày kế tiếp, khi mà Iran với Do Thái bắt đầu đánh nhau, thì Biển Đông cũng sẽ đánh nhau. Nước Việt là một nước rất là nguy hiểm trong lúc này. Trung Cộng nó không phải là nó đánh Đài Loan, mà nó dương đông kích tây. Cái nước Việt mình là 5.000 năm, lúc nào nó cũng muốn thu tóm vào tay của nó. Cho nên bao nhiêu năm nay nó bỏ chất độc, không có ông đảng viên bộ chính trị nào mà trong nhà không chứa mười mấy hai chục thằng Tàu ở trong đó. Thiên nước Việt này không có chống Cộng sản, cũng không có chống những người làm ác mà theo chế độ Cộng sản. Thiên nước Việt này chỉ vì sứ mệnh của cha cứu nước Việt cùng với đức thầy là Huỳnh Phú Sổ ra khỏi ách thống trị của Trung Cộng, và làm cho một nước Việt thay đổi thành một cường quốc, chứ không có chống những người làm ác nha, nhớ kỹ nha. Tại Đức và Ngài Trận Đạo nhiều lần về dạy sư phụ, sau này khi con về nắm chính quyền, con phải dùng chính sách lấy ân báo oán, không có được đổ giọt máu. Tất cả mọi chuyện đã qua, tại vì nó có như màn nhện chồng chéo. Con của họ qua đây cũng là chánh nghĩa, đi bắt ba của người ta thì con của người ta về sẽ hận, sẽ trả thù. Cho nên thà đứt một lần, không có còn gây thù oán nữa giữa quốc nội và hải ngoại, giữa cộng sản và quốc gia, giữa con cháu cha và thế hệ thứ hai của Việt Nam Cộng Hòa. Cái lá cờ vàng ba chập đỏ sẽ bay phấp phới khắp miền đất nước trong một thời gian rất là ngắn. Đó là lời bất di bất diệt. Nếu mà sai, các con đừng bao giờ kêu sư phụ là sư phụ nữa, dù dám bảo đảm. Còn hôm nay ai tin, đã tin có Thượng Đế thì tin chuyện này sẽ xảy ra. Sư phụ nói thiệt á. Là gì? Trên đời này, con người mình có giỏi cỡ nào nữa cũng giống như một đàn kiến nằm trong cái tô thôi, cứ bò lây quay trong đó, giống như đàn heo, đàn gà trong chuồng phía sau nhà thôi.
cha là Thượng Đế, những gì cha nói chẳng lẽ sai à? Xưa nay Thượng Đế chưa bao giờ làm sai với chúng ta. Thương không hết. Thương quá cho nên mà gửi sư phụ xuống đây mang thân phàm để ngồi nói 5 năm. Nếu không thương sư phụ trên trời sướng hơn chứ về xuống đây làm gì. Ngồi ở đây bị allergy ngày hôm qua ngứa muốn chết. Rồi 2-3 tiếng cũng phải đói bụng mới ăn. Mang thân phàm không phải dễ. Cả cuộc đời thiên nước chuyện này nghèo cùng cực. Chịu muôn vàng thống khổ. Thế gian này tất cả các con không ai khổ bằng sư phụ. Bữa nay ăn được cơm ba chỉ tức là sống độc thân. Thì bữa có bữa đói bữa no. Đổ xăng thì vét tiền cắt đổ xăng. Còn không có xăng thì đi mượn tiền mà đâu có thân nhân gì đâu mượn. Thời đi học. Rồi ngủ lang thang phố hè. 513 câu có nói. One Mile Square tức là ngủ One Mile Square Park ở Nam Cali. Lá cờ vàng ba sập đỏ sẽ bay phất phới trở về nước Việt. Đó là sự thật gán ghi nhớ. Mà muốn lá cờ đó về và là như thế nào? Tức là khi người nhân thập đi về, ông Trần là bậc thánh minh lạc ra hải ngoại ẩn mình nơi nào. Thì cái bài đó đó thì nó có cái câu là khi người nhân thập đi về, cây cỏ tả hữu phò trì, cây cỏ thành binh. Người nhân thập, ông Trần là ai? Ông Trần là mấy vị nói sau này thiên nước Kiệt này về nắm chính quyền sẽ lập lại đời nhà Trần, lấy ân báo oán, xóa bỏ hận thù, không còn ông sản, cũng không còn quốc gia, quốc nội quốc ngoại là một. 6 triệu người sẽ ồ ạt về để xây dựng lại tổ quốc. Tả là quốc nội, là đảng cộng sản. Hữu là HO, phò trì. Cây cỏ cũng thành binh, tức là một người bình dân cũng ủng hộ nữa. Người nhân thập là thập nhân thập toàn. Đó là lời giải của cái bài đó của ông Văn Trịnh. Thì các con thấy cuộc đời của sư phụ từ nghèo khổ mới vừa nói, đổ xăng phải lựa tiền ken, mà đến khi làm tỷ phú lại không chặt là giàu, lấy tiền ra để mua những mảnh đất này để làm lên những cái bức tượng của phong tục tập quán mình, để cho con cháu các con sau này nó biết ở nơi này có cội nguồn, ở nơi này sẽ làm Tết Trung Thu, ở nơi này sẽ làm hội chợ Tết, ở nơi này cũng sẽ có những náo nhiệt, ở nơi đây là một cái nơi công viên, ở đây gọi là công viên Thiên Long Giang, là một cái nơi để cho tất cả chúng ta có nguồn vui, có sự sống hàng ngày ở nơi này. Là gì? Lớn lên ở đây thì ở đây quen rồi, chịu nóng giết cũng quen. Dân Cali qua đây chịu cũng quen, nhưng mà ở đây chừng 3 tháng cũng quen. Thì con cháu cũng lớn lên ở đây mà không có một cái nơi để mà quy tụ lại, một cái nơi gọi là bất dù lợi, không có tiền, không bạc, một cái nơi mà nói lên một cái phong tục của mình. Sau này sư phụ sẽ đặt tượng dài cái cột đèn nè, thì tượng cho mẹ đứng vững ở đây cao rồi. Sư phụ sẽ mua những cái tượng giống như ngài Trận Đạo, ngài Nguyễn Văn Trực, rồi tượng của Thánh Mẫu Liễu Hạnh rồi đó. Sư phụ đặt dài dài ở đây thì mỗi cái tượng nó cũng gần tương tự như Thiên Long Sơn, nhưng mà đất Thiên Long Sơn á, trên đỉnh núi nó chỉ có con khỉnh á, mấy con về bển thấy. Sư phụ không có đặt được nhiều tượng nữa, nó hết chỗ đặt rồi. Còn ở đây bao la luôn, nó sẽ có nhiều tượng lắm, bà Trưng, bà Triệu, rồi nó sẽ có thêm ngài Quang Trung. Chỉ có thiếu một tượng là mình không thể nào đặt được. Đó là bác anh hùng, tôi cũng anh hùng. Thì tượng đó sư phụ sẽ không có đặt được. Còn ngoài cái tượng này sư phụ cũng đặt được hết. Thì sẽ dài dài vô chổng. Sau này mình làm những con lộ lớn lên. Rồi sư phụ sẽ xây một cái nhà thờ thiên tâm, nhưng một cái building vậy đó, bự hơn chút. Trong đó có AC rồi, chứ giờ ở những cái lúc mùa đông hay là mùa hè, những cái lúc mùa ẩm ướt mấy con gì, con bùa mắt á, nó chích mình sao. Nhưng mà cho thời gian, chứ không phải mình nói một cái là mình có liền. Hôm nay á, mình có được cái này, lông nó rất là giỏi, làm cũng lẹ đó. Người già 3 tuần nữa mình có cái đó. Rồi xong cái mình làm... chỗ đó là mình tụ tập được rồi đó, rồi làm cái sàn, cái deck để mình ngồi. Rất là đơn giản, nhưng mà lại là thật tâm, thật lòng.
và những các con họ Thiên ở Houston đó về đây với cái tâm rất là phấn khởi, hoan hỷ. Mỗi lần mấy con không tin đó, khi mà lái xe về đây, từ nhà mà lái về đây, lòng mấy con rất là vui đúng không? Thụ biết, thụ về đây cũng vui nữa. Tại vì mình biết nơi này là một cái mảnh đất chung, không ai là chủ. Long nó chỉ đại diện để nó xây dựng thôi, đây không ai chủ. Chủ đất này là của tất cả cộng đồng Houston. Ai cũng là chủ chỗ này, ai cũng phải có bổn phận lo chỗ này. Nên nhớ, sau này nếu mà dân Houston biết Long và những người hôm nay bỏ công nhiều, người ta thương nó giỏi lắm, người ta làm cái tượng nó trình hình đứng đó thôi. Đừng có làm tượng cho phụ. Thì người nào hôm nay có những hình ảnh mà bỏ chút công sức vô á, được sau này sẽ được những cái người, những cái thế hệ Việt Nam vô sau người ta lưu danh. Tức là mình đi xây 72 cái tháp như vua Võ Đế, hôm nay nó cũng vậy. Nhưng mà mình xây những cái thô sơ này mà mình không có cao ngạo như vua Võ Đế, mình sẽ được lưu danh thiên cổ. Tuy là đóng một cái đinh hay một miếng dán hay đổ một chút xi măng với cái tâm thành, không có sự hòa đồng vui vẻ. Thì khi mình đổ một miếng xi măng ở đây, mình biết nên cái miếng xi măng này nó có hàng ngàn hàng vạn cái bước chân lên. Còn những nhà thầu, những nhà cần chốt xanh đổ một miếng xi măng ngay một cái biệt thự hay một cái nhà bự của họ vừa mới mua hay cái nhà mới, chỉ là gia đình mười mấy hai chục người bước lên thôi. Thì cứ cân nhắc đi, cái miếng xi măng nào nó giá trị hơn. Khi mình làm ở đây á, là mình phải vui mình làm. Thì khi cái tâm của mình vui, mình khởi cái tâm vui lên. Cũng giống như người mấy đứa mà nấu đồ ăn vậy, mình ai trong chùa cũng vậy, hay là mình cũng vậy. Khi mình nấu cái gì mà mình khởi tâm sân si á, cái đồ ăn nó cũng chẳng có ngon nữa. Người ăn mà biết mình sân si quọ quọ la hét, người ăn cũng ăn chẳng có ngon nữa, nhiều khi ta ăn có hai đũa. Còn khi mình khởi cái tâm mình nấu mà mình vui vẻ thì cái miếng đồ ăn tự động nó ngon hơn á. Mình bỏ gia vị đường tiêu tỏi nó cũng đúng luôn nữa. Còn mình quậu lên cái ý chí của mình nó rối rồi. Tại khi giận thì mất khôn, thì lúc đó bỏ muỗng đường hay bỏ ba muỗng thì nó cũng hư rồi. Thì cho nên làm bất cứ gì cũng phải vui vẻ. Xi măng cũng vậy, đóng cây đinh cũng vậy, rồi mình vô đây mình phụ cũng vậy, với tấm lòng vui vẻ. Đừng có so đó kể nể. Thụ về đây lần này không biết bao lâu mới quay lại, nhưng mà có hứa thằng Long là khi cái đó thành đó, thì sẽ về đang khánh thành nhà đó. Nhà đó nó có cái nhà sàn, mình ngồi cũng đông được đó. Rồi lúc đó mình làm cái đét nữa. Hôm nay thôi thầy trò ngồi ở ngoài cỏ này. Ở ngoài kia cả mấy trăm nghìn người Việt mà họ đâu có hiểu được, họ đâu có hiểu được như những mấy con ngồi đây đâu. Biết cha, biết mẹ, biết thiên tâm, mình cũng đọc kinh Phật, mình cũng đọc Lăng Nghiêm thập chú y như trong chùa, không khác gì hết. Chỉ có một cái là có kinh Địa Mẫu thì mới gọi là thiên đạo. Chúng ta là thiên đạo, không phải Phật đạo. Chúng ta chỉ thờ có một vị gọi là Độc Giác Thần, đó là cha chúng ta, là Thượng Đế. Ở bên Công giáo cũng có thể gọi đạo Thiên Tâm là đạo Công giáo. Công giáo được lên lớp, nhưng mà học Phật. Tại vì cái tôn kính và cái vị đấng tối cao cũng vẫn là cha bên Công giáo. Bên Hồi giáo cũng giống nhau, họ thờ, họ làm đủ kiểu cái hình thức của thế gian đó mà, thì họ cũng vẫn là thờ cha là Allah. Chỉ có Phật giáo là Phật không phải là giáo chủ, Phật là người tìm ra cái đường hướng, một cái triết lý để mà thành Phật. Chứ còn đạo Phật không có giáo chủ, đạo Phật là một cái công thức, một cái triết lý của chung hết, của hàng tỷ năm từ ở cái hành tinh này và những hành tinh khác cũng đều phải học cái triết lý đó, ngồi thiền. Nhưng mà tôn giáo và là phải là cha, phải là con của Thượng Đế mới lập đạo được. Nếu không phải con Thượng Đế, ai xuống thế gian này không có thể nào các vị thần thánh mà để yên mà lập cái đạo đâu à. Có
đâu phải căn bản các con phải nhớ. Chú Phụ là con của Thượng Đế, một trong 12 người con. Có bi chí dũng, cha mới gửi xuống. Và ngày xưa lúc mà trong kinh của Đức Thầy và sư giải bán khoai có điều nói. Chú Phụ là người sinh ở vào tận thế, không có giống như thời Đại Hồng Thủy Noa hay là thời Diệt Chủng Khủng Long. Chú Phụ sinh để sàng lọc, khóc sinh ra sàng lọc. Cho nên hôm nay nhân loại mình mới qua cuộc sàng lọc, qua nạn Covid, rồi sẽ xảy ra chiến tranh, rồi tất cả những cái ác trên thế gian này từ từ sẽ bị tiêu diệt hết. Thì năm cái ác sẽ cùng đi một lượt để cho cái thiện nó trở lên lại. Đó là mục đích cuối cùng. Thế giới này còn sự bất công, thiên tướng kiệt này sẽ không có về trời, không thành Phật. Mà hôm nay kinh Địa Mẫu có nói, mẹ sẽ cho sư phụ về đứa nào đọc kinh Địa Mẫu mỗi ngày, trong đó có tên, có nói gì sư phụ nhiều. Là gì? Không còn, thứ nhất, búa liềm sẽ sang trang, là bốn nước cộng sản cuối cùng sẽ đi. Thứ hai, những nhà độc tài, những quốc gia độc tài cũng là ác, sẽ đi. Thứ ba là cái khối mà tiền tệ quốc tế mà tiền đen á, mà để mà khống chế thế giới này giống như kiểu giàu có Bill Gates rồi đó, cũng sẽ đi. Và những quốc gia cũng như Arab Saudi hay Dubai mà chùm khăn mà binh tụi Iran rồi đó, rồi khủng bố rồi đó, tức là nguyên một cái khối đó cũng lẻ, cũng sẽ đi. Rồi đầm lầy của Mỹ cũng sẽ ra đi. Ông Trump sẽ cởi bạch mã xong pha vào tòa Bạch Ốc, dầu cho bị muôn trùng kiếp nạn. Những người làm việc cho Thượng Đế không ai bị nạn hết. Phải có bị nạn, cái cuốn sách nó mới hay hơn, đúng không? Bây giờ mấy con vô coi phim, phim nó không có action, rồi không có cái gì gọi là nguy hiểm, thì đâu có hay. Thì chúng ta cũng vậy, thiên tướng kiệt này cũng vậy. Đời sống trong gia đình các con mà sống trong nhà giàu nhung lụa, không có bươn chải trong cuộc đời để kiếm từ đồng từ cát. Những cái người mà lớn lên cha mẹ đang hối lộ một đống tiền, nó ra nó mua Rolls Royce, Lamborghini như kiểu cường đô la thế này thế nọ, nó đâu có biết cái giá trị của đồng tiền. Nó đâu biết được cái người dân, người ta mỗi một tháng các con á, chứ bộ từng là người nghèo chứ bộ biết 20 đồng cũng lớn lắm á. Tháng nào mà xài hơn, mình làm ví dụ tháng 800, trả tiền nhà 500, phải đi chợ đúng 300, muốn đi mua thêm cọng rau cũng không dám mua. Nó hơn 20 cũng không dám xài nữa, tại xài cái nó hút, phải lo, hỡi mà hụt tiền mà lo. Rồi không biết tháng sau tự nhiên mình bị cảm, cảm sơ sơ cũng gán bò đi làm, mà cảm nặng cũng phải gán bò đi làm, không đi làm cũng sẽ thiếu 20. Thì cũng con cái nó cũng thiếu cái phần quà của nó. Quần áo cũng phải mua theo cái budget, nghĩa là 100 là 100. Cho nên họ từng sống những cái cảnh nó sự biết. Còn những đứa mà con ăn hối lộ, nó đâu có nghĩ thế đó. Tại tiền trong nhà nó người ta cứ mang tới hối lộ mà, như núi vậy đó. Nó cứ xài thôi. Thì quốc gia của mình bao nhiêu, một người thì quá giàu, giàu sang như nước nhà sang như nước trên nguồn cái gì, một cơn nước lớn lại tu một giờ. Con thấy một người cầm 40 mấy tỷ làm chủ biết bao nhiêu tòa nhà ở Sài Gòn mà một đêm hôm nay mang cái bản án tử hình, con thấy không? Thấy Đức Thầy của mình siêu không? Ngài nói quá đúng luôn. Mà tới ngày hôm nay mấy con mà không tin Đức Thầy nữa là thôi, không có Đức Thầy mình không có dấu thiên tâm để đeo đâu. Đức Thầy là ngày đầu tiên dạy cho phụ mà về đạo, giàu sang. Cái câu đó gác thuộc đi. Khi mà Biển Đông dậy sóng, Đức Thầy sẽ xuất hiện. Thế hồi mới về nước Việt được.
như hai chiếc đũa vậy đó. Còn những gì mà Đức Thầy kêu thụ lên đây nói trước, để mục đích lộ cơ là để cho tất cả thế giới sau này ghi vô mấy cái băng này để biết là ông trời là có thiệt, con ông trời mang thân người, reincarnation là có thiệt. Chứ họ không có tin mấy cái này, cho nên mấy cái này chỉ là phần phụ thôi. Phần chính là cơ trời đã đi, giống như mấy con bấm địa chỉ vô 1920 Hilltop này đã đi đúng cái địa chỉ này thôi. Còn khúc giữa nó có bị cái gì chút chút là do phụ sinh. Cũng giống như đúng là từng rồi á, thù á châu thêm tới mấy tầng nữa để làm công việc. Nhưng mà ở trong nước nó có nội biến, thì bề trên nói á là sắp có đạo chính, cho nên thụ vừa về xuống máy bay thì có thằng Nam Quang tới nó phỏng vấn á, mà nhờ vừa về kịp thì thụ lên ba cái nhang xin không có đạo chính, xin cho một người á, ở khúc giữa nước Việt để mà cân bằng cái nước Việt lại, để mà không có đổ máu. Tại vì ngay giống lúc này mà đổ máu thì nó sẽ biến loạn dữ lắm, nó sẽ sanh ra cái khác. Trong nước Việt là một bộ phận được Thượng Đế phong lại. Không lệ là ở ngoài, không có giống như Hamas mà chết nhiều, không có giống như Iran, cũng không có giống như Bắc Hàn mà đói quá, cũng không có giống như Trung Cộng bây giờ cũng thê thảm lắm. Tức là một nước ác nhưng mà lại không có bị nhiều cái trừng phạt của bề trên. Thì Hùng Mích Sinh không có đạo chính, thì sẽ có một nhà lãnh đạo miền Trung lên để mà cân lại, thế lại. Và có cân cũng là tạm thời thôi. Khi cơ trời đi là thay đổi, là thay đổi. Con nên nhớ cộng sản, người ác, họ cũng sẽ là ác thôi. Có quay đầu cũng là bỏ nửa cái ác, cũng vẫn còn nữa. Trong cái mầm móng đó. Rồi, chứ phụ biết nhiều lắm. Mà nói lên đây thì nhiều lúc nó lộ quá đi. Nhưng mà họ cũng là người Việt. Chỉ có một cái là cho họ sống mãn một đời này. Người thế gian không có chừng trị người thế gian. Để nếu họ quay đầu sớm thì họ còn được tái sanh làm người, chứ cũng chưa chắc họ được về trời. Còn nếu mà họ không quay đầu thì họ sẽ đi xuống địa ngục vĩnh viễn. Đó là hai đường họ phải đi. Còn mong cho họ về trời cũng hơi khó đó. Trừ khi mà họ thật tâm sám hối nhiều á, thì quả mai một đời này về trời luôn. Nhưng mà rất là khó. Bởi vì nói người cộng sản không có tình người, không có tình đồng chí, không có bạn bè, họ cũng không có tình nghĩa anh em. Họ chỉ là quyền lợi tiền bạc. Và họ hôm nay sáng có thể họ uống cà phê ăn cơm sáng chung, nhưng mà chiều tối họ kêu người khác tới để mà chúc ống với ông bạn của mình. Cho nên họ có không có lòng tin lẫn nhau luôn. Thì mới gọi là thời mạt pháp. Sư tử trùng nó sực sư tử nhục. Đó là vậy đó. Ma diệt ma, quỷ diệt quỷ. Trời Phật không có diệt ai hết. Cơ trời đi có màu nhiệm. Đến ngày hôm nay mà không ai hiểu, mà không ai thức tỉnh nữa, thì sư phụ cũng không biết dùng lời lẽ gì để nói. Một người như sư phụ rất là mộc mạc, nói lời thật. 5 năm trời học lớp 4 tiếng Việt, mà hôm nay ngồi nói chuyện như vậy, chưa bao giờ có một cái chương trình soạn để nói hay là gì hết. Nói từ cái tâm, từ ý tưởng, lời thật, việc thật. Mà họ không hiểu nữa thì thôi. Thụ đâu có đọc diễn văn như là mấy nhà lãnh đạo mà lên phải đọc y chang gì đâu. Thụ chỉ vì thương nước Việt cho nên mới đầu thai thành người Việt. Mà người Việt thì lại ít có người có một cái gọi là khôn thì cũng khôn á, nhưng mà cái lòng so sánh với hen ghét lẫn nhau nó lại cao. Rồi thêm Trung Cộng sau lưng nó mưu mô, nó làm cho Bắc với Nam hai khối, cộng giữa là cộng sản, cộng sản Bắc, cộng sản Nam lại không có thuận nhau nữa. Rồi ngày xưa người Pháp cũng ác lắm, muốn dễ đô hộ nước mình, tạo ra 3 thứ tiếng, thêm tiếng Huế, rồi thêm tiếng Bắc, rồi thêm tiếng Nam. Cho nên sau này mấy vị mới nói, chỉ có là Minh Dương trị quốc, thế giới mới bình an. Tại sao không là Bí Thư tiếp tục? Tại sao không thời Đệ Tam Cộng Hòa, mà là Minh Vương
Tại vì người Bắc họ giàu cho họ biết cái lá cờ đỏ sao vàng là của Phúc Kiến, và Trung Cộng nó chưa có tuyên bố nhập nước Việt thành một tỉnh lẻ của Phúc Kiến thì là ngày đó chưa xảy ra. Nhưng mà nó sẽ xảy ra nếu mà không chúng ta không làm cái gì, họ cũng vẫn chấp nhận đó. Mà còn có biết gì không? Để dùng ngoài Bắc họ đã mua đất rồi, họ lai giống rồi, họ đem người qua nhiều lắm rồi. Những cái mảnh đất mà màu mỡ của nước Việt là của Trung Cộng không à? Họ dùng tiền họ mua mà, rồi họ cho qua để lai trong đó. Còn cái lá cờ vàng mai sập đỏ là lá cờ chánh nghĩa mà bề trên nói, để mà lấy lòng 6 triệu người để mà đi về, và lấy lòng của Liên Hiệp Quốc, lấy lòng của Tòa Bạch Ốc, lấy lòng của NATO. Thì lá cờ này đã được chọn để mà thay thế trong thời gian đầu khi mà chuyển tiếp. Chứ không có lá cờ đó, 6 triệu người chúng ta đâu có thoải mái mà về đâu. Khi những bác hát ôn, những bác mà chánh nghĩa, người ta đã coi cái lá cờ đó là cái sinh mạng của người ta rồi. Mà những người đó có ăn học vẫn còn sống, vẫn còn có một cái cách tổ chức. Khi nước Việt biến loạn, chỉ có những người này về mới can thiệp được. Tại người ta có cách. Bây giờ sư phụ có 20 mấy triệu đệ tử họ Thiên, nhưng mà giàu cho có thêm 50 triệu họ Thiên. Mỗi ngày chúng ta có cả mấy trăm nghìn họ Thiên ở trong nước theo chúng ta, cũng không có giúp được sư phụ tổ chức lại một cái quốc gia. Chỉ có những bác HO á, sư phụ chỉ cần 50 bác. Ngày xưa Lưu Bị chỉ cần có một mình Khổng Minh thôi mà, Lưu Bang chỉ có một mình Trương Lương à. Chú chỉ cần một người thôi. Cho nên họ Thiên, có nhiều đứa họ Thiên nói sư phụ cho con gia nhập Thiên Việt. Nó khoan hả con gia nhập con hết vô Việt Nam, con mệt lắm. Để giờ chắc sư phụ cho trong vòng 3 tuần chỉ điền cái đơn tiên thệ, thì là vừa thiên tâm vừa thiên việt, vừa giúp sư phụ về mặt đời, vừa tạo công đức cho mặt đời. Tức là mình làm Bồ Tát Đạo, tức là giúp nước Việt á, dùng cái tài trí hải ngoại của mình. Còn bây giờ để sư phụ làm việc với mấy bác HO thôi, âm thầm. Một cái tổ chức rất là bí mật, sư phụ mới đi vòng vòng để gặp từng người. Gặp mà cũng không bao giờ, giữa hai ông bạn nhau cũng chẳng biết là hai ông đang là trong xuyên Việt, hiểu không? Tại vì khi mà nước, cái bức tường mà nó, bức tường Hà Nội mà ngã, cũng như tường Bắc Linh mà ngã đó, nó lẹ lắm. Đàn ông vợ tổ tranh nhau hút mật xé tan bầy đó, thì nó phải có cái gì lắc vô, tức là thay đổi lẹ là lên liền. Nếu không á là nó sẽ có thập nhị sứ quân đó, hay cướp bóc. Nên chủ rất là bận kiểu nào cũng phải qua đây thăm mấy đệ tử Houston, tại vì nơi này là mấy đứa con là hiền nhất. Kali đông quá cho nên nó từ hiện giờ thành cũng hơi dữ. Houston rất là innocent, rất là thuần hiền. Tụi thương Houston. Họ Thiên chúng ta là một đoàn quân của Thượng Đế, sư phụ dẫn đầu, các con là những người chiến sĩ của những cái thời đại vàng kim này. Tất cả những đứa họ Thiên hôm nay có cái certificate trên tường á, sau này sẽ vào sử sách của nhân loại, tại thời mà sư phụ còn mang thân người. Rồi từ đó về sau, trong đầy dãy các thư viện trên thế giới đều có tên tất cả các con hết. Ngày đầu lập đạo, ngày đầu khai phá Thiên Long Giang. Cuộc đời chúng ta như là một cái giấc mơ thôi à. Phù du lắm, đến rồi đi lẹ lắm. Sư phụ chỉ nhớ chớp mắt ngày mà qua Mỹ với đôi dép, cái quần jean tị nạn qua mà thằng nhóc mười mấy tuổi, mà hôm nay giờ thành năm mấy à. Con thấy lẹ không? Mấy con lâu lâu ngồi ngồi thiền 5 giờ sáng, như hồ á, giờ hồ 5 giờ sáng ngồi thiền, đứa nào ngồi thiền đi
sẽ khai trí huệ, rồi lúc đó thụ chiết thân đi thăm từ nước, nếu nào bệnh thì thụ tới trị bệnh cho. Chỉ có giờ đó cái tâm linh chúng ta nó thông nhau á, thì được. Cũng giống như giờ đó mình mở wifi lên rồi là điện thoại nào nó cũng vô cái account đó nha. Thì hồi giờ mỗi ngày 5 giờ sáng thì bỏ lên big group thì gán tập ngồi thiền, rồi làm đúng như lời thầy dạy trên đó đó, đọc mấy cái ngũ bộ chú đó để mà được tránh những cái bùa ngải trượt, hay đi những cái nơi ô uế vong linh, rồi tránh mấy cái đó. Nước Việt hôm nay mới còn thấy mình là người Việt, nói chuyện người Việt chứ. Thấy bộ chính trị bắt thưởng vừa rớt đài, xong cái giờ tới bác Huệ, rồi bác Trọng bây giờ đã chết. Lúc dưới thụ nói chết là chết cái đường chính trị, là không bao giờ ổng liên quan tới, ổng nhúng tay vô được nữa. Thì nó mới xảy ra như vậy. Cùng song song miền Nam khô hạn hán, thiếu nước, tắm cũng không có tắm được, mà có tắm cũng mới hứng nước dơ trở lại. Rồi hạn hán có nghĩa là gì? Nó thiếu nước có nghĩa là thiếu đồ ăn, đúng không? Tại vì cây cối nó mọc từ ruộng lên mà, lúa đồ. Rồi 2-3 năm nay những cái cơ sở thương mại làm ăn nó cũng ế ẩm nữa, đâu có ai làm cái gì. Bây giờ bán giấy số cũng không ai mua nữa. Mấy con nhìn thấy một cái phong cảnh nước Việt nó thê thảm, buồn, điều hiu. Rồi ngược lại bên Mỹ này còn càng thấy thảm. Biden làm cho kinh tế Mỹ lụng bại. Mấy đứa con đi làm cũng thiếu thu nhập. Hồi xưa tiệm phố đồ nail đồ đắt, là như người ta có tiền người ta đi. Bây giờ những người đó người ta không có tiền thì tiệm nail nó cũng ế. Thì mấy con cũng mất thu nhập. Thì cái đồng tiền của mấy con mà gửi Việt Nam nó cũng sẽ thiếu ít lên nữa. Thì cho nên cái khó lại khó thêm, khổ thêm. Kế tiếp đó là chưa tính những cái mà sắp sửa xảy ra đó. Sắp sửa xảy ra như Biển Đông mà có chiến tranh. Bây giờ đang đánh thụ, hồi năm 2018 có nói chiến tranh sẽ đánh từ ở Trung Đông sẽ lan ra Á Châu. Những lời thù nói là đúng ngay chốc luôn á, nếu mà người mà nghiên cứu kỹ đi. Thì bây giờ thằng dập được cái đầu rắn là Nga là điêu tàn rồi, không còn sức để mà nhập với Trung Cộng để đánh Mỹ rồi, là Mỹ khỏe một phần. Còn thằng Do Thái là cái thằng chùm, nó đã đánh thằng chùm không khăn là coi như là gần xong rồi, Hamas rồi. Bây giờ tới thằng Iran rồi. Thằng Trung Cộng thì nó khôn, tính té tính nó khôn quá thành ngu á. Có nghĩa là từ đầu là mình biết mình là cái khối ác thì nhập thành khối ác, đó là khối trục á. Trục kia chọi với đồng minh mà ông Văn Trình ông nói. Thì ngày đầu á, thì lúc mà Nga đánh Iran thì mình đánh đại Đài Loan thì không, cứ dần 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 giờ Đài Loan nó phòng thủ nữa, rồi thêm Nhật, rồi thêm Úc đồ, Ấn Độ đồ vô nữa, thì làm sao mà thằng Trung Cộng đánh nổi thằng Đài Loan. Đó là mất cơ hội. Thụ nó tính quá thành ngu á. Rồi bây giờ á, đánh thì muốn đánh để mà củng cố lại đảng cộng sản trong quốc nội cho dân chúng, lấy quà với dân chúng, mà trong khi trong nước lại giống như là đang bị bệnh ung thư, sắp chết rồi, sắp đứt mạch máu rồi, thì phải xả lửa ra ngoài vậy đó. Muốn xả lửa ra ngoài đánh thì không dám đánh, phải chờ cho thằng Mỹ giúp thằng Do Thái đánh thằng Iran để cho vũ khí của Mỹ yếu lại, thì lúc đó đó nó mới dám đánh Đài Loan. Nhưng mà Mỹ nó khôn lắm, nó vì mới viện trợ hình như 60 tỷ cho Do Thái đúng không, nhưng mà Mỹ nó nhiều tiền lắm, nó in nhiều in mà 60 chứ, tức là nó cứ dụ cho thằng Trung Cộng đánh hoài thôi. Cho nên cái trận chiến này không bao giờ tránh khỏi. Còn thằng người phàm chúng ta hay tập chứng bình ngồi tính, có nghĩ tính hơn cha mình không? Sư phụ thương họ, sư phụ mới ngồi nói sự thật, chuyện từ chi tiết sẽ xảy ra làm sao. Thằng Trung Cộng sẽ đánh, nhưng mà nó chờ cho cái thằng Mỹ
đánh nè răng là nó nghĩ là Mỹ sẽ yếu vũ khí lại, nhưng mà không thể nào. Còn nó chờ lâu quá thì dân nó đói cũng nổi loạn. Có nghĩa là ý sư phụ muốn nói đừng nào đi nữa. Lời của sư phụ nói Phố Vô Sa phỏng vấn 5-7 năm gì chứ, vẫn là chúng chia 5 sẽ 7, đánh cũng chia 5 sẽ 7, mà không đánh cũng chia 5 sẽ 7. Trong đó giờ nội loạn, tại ngoài này mình không biết tin tức rồi. Còn ở Việt Nam mình, sư phụ vẫn là nói y chang chiếc xà lan là Trung Cộng, nó sắp bị chìm rồi. Còn chiếc xuồng con á, con nghĩ cầu quơ đi đâu. Chỉ có 6 triệu chim hiền chúng ta về á, người cầm cây dầm lên nó bơi. Còn Hoàng Sa Trường Sa của chúng ta như thế nào? Ủa, thằng Mỹ nó đánh là mục đích là để nó thông cái đường biển. Thì của Sisa thì trả lại cho Sisa thôi. Chứ dễ giao cho ai vậy? Việt Nam mình. Tức là gọi là bất chiến tự nhân thành. Biển Đông dạng dầm, giang tay giữ mà. Bờ cỏ giang sơn nói gì đó, ông Văn Trình ông nói. Những cái gì mà bờ trên đã tính cho chúng ta nó đi hình nghìn năm. Cả ngày hôm nay sư phụ ngồi dưới trần này, kinh Phật Thích Ca cũng có nói, vào thời mạt pháp, đệ tử của ta không có phải là người mặc áo vàng mà, mặc áo đời mà. Còn ông Lưu Bá Ôn thời nhà Minh 1000 mấy năm về trước, ông nói với Chu Văn Chương, ông nói là Di Lạc ra đời á, không phải là thái tử trong hoàng cung, cũng chẳng phải là ở trong tu ở trong tu viện, tức là bên công giáo, cũng phải là tu bên công giáo, cũng phải tu bên Phật giáo hay Hồi giáo. Thái tử Di Lạc ra đời là một người dân bình thường mà, con thợ mộc mà, người nghèo mà, đấy là sư phụ y luôn. Ba sư phụ làm thợ mộc mà. Sư phụ có cái tay đây nè, ấn đây nè, ấn trên đây nè. Nhân loại đâu có ai có đâu. Trong người sư phụ là quá trời một người son luôn. Sanh cái đời đã là mang cái sứ mệnh rồi. Từ nhỏ là sư phụ đã khác thường ở những đứa hàng xóm. Tuy là nghèo nhưng mà rất là sạch, vệ sinh và tự ái. Sư phụ nhớ vào những khoảng năm 78 mới tiếp thu vô. Nhà sư phụ đánh kinh tế mới. Sư phụ phải đi ra đồng làm ruộng giống gì nè. Mặc quần cục đen như miên vậy. Cấy cài rồi biết gặt lúa nữa. Rồi biết trồng mía nữa. Lên bờ đê trồng mía, trồng khoai mì. Rồi gặt, rồi cấy. Cái gì cũng biết hết mà lăn lộn ngoài đồng. Đó cũng chẳng biết mình là ai, nhưng mà lâu lâu á ngồi nhìn thấy mấy vị đi trên trời vui cười mình, còn vẫy tay mình nữa, rồi mấy ông rồng bay tùm lum. Cái gì, lúc mình tưởng đâu giống như mình mơ tưởng á, cái vụ vụi mắt thì cũng vẫn thấy. Rồi những giấc mơ ngộ lắm. Thì từ nhỏ cơ thể sư phụ đã là không phải giống người thường. Rồi cho nên ở nhà ông thợ mộc á, ổng cũng thấy mấy ông rồng bay vòng vòng nhà hoài, tức là ba má của sát phạm. Thì ông mới vẽ trong tường một đống mấy ông rồng, hàng xóm cũng cười ổng đó, tại sao ông thích rồng vẽ. Ông nói tôi ngủ tôi thấy rồng bay trong nhà tôi nhiều quá. Sau này sư phụ mới hỏi là những vị hộ pháp với phụ bây giờ đó, nếu mình Sinh Long, Bạch Long, Quỳnh Long, Thanh Long là hiện giờ mấy vị đang đứng đây nè, thì mấy vị nói là theo Phò Thế Tử nhiều đời nhiều kiếp rồi. Kiếp này là từ ngày Thái Tử sinh ra đời cho tới ngày hôm nay năm mấy tuổi đó, là mấy vị lúc nào cũng sát bên hết. Chẳng qua cái xác phàm của mình lớn lên mình không biết. Mình cứ nghĩ năm mấy năm là nó quá lâu với mình. Nhưng mà đối với mấy vị là chết mắt. Một cái lớp học rất là lẹ. Thì sư phụ nhìn lại cũng vậy. Ngày nào đi qua Mỹ 14 tuổi, mà hôm nay như vậy. Rồi trải qua bao thăng trầm thử thách, do cha phải kêu học, con phải khổ, để sau này con mới biết được lòng dân nó khổ, thì con mới thương dân. Cho nên ở trên cho thử thách rất là nhiều. Rồi chuyện gia đình mới biết được cái xã hội này là ái thì sanh ra thủ. Rồi làm cho con người từ đó mới sân si, rồi mới làm ra nhiều, tạo nhiều cái nghiệp. Người nghèo á thì cũng có khổ của người nghèo. Người trung bình có khổ người trung bình. Người giàu có lại càng có cái khổ của giàu có. Cái hộ thương nhất là ai mới còn biết không? 4 triệu đảng viên là hộ thương nhất.
là vì họ ngày đêm phải mưu mô tính toán ăn hối lộ. Lựa góc đường nào mấy công an, lựa góc đường nào xe qua lại nhiều mà dân ở đó thì dân chợ phố đời thì dễ ăn tiền. Đây cũng là cái khổ của họ. Khi họ ăn hối lộ rồi họ đem tiền về nhà, họ lo giữ tiền. Rồi con của họ đi ăn chơi cũng là cái khổ của lo. Lấy tiền ngoài đường đưa cho con mình ăn chơi. Rồi kế tiếp, rồi họ kế tiếp họ lại lo sợ bị bắt về chuyện tham nhũng, cũng là cái khổ. Rồi bị mất chức cũng là cái khổ, ở tù cũng là cái khổ. Cho nên mấy triệu đảng viên từ cấp nhỏ đó, phụ nói cấp nhỏ, cấp lớn cũng vậy. Cấp lớn thì mấy con thấy trên báo, chứ ở trong đó âm thầm ở những cái cấp trung bình đó, muôn trùng luôn. Cho nên đảng viên là khổ nhất, khổ cả cuộc đời. Chúng ta ở Mỹ này đi làm xong khỏe, chiều về nghỉ, đầu óc chúng ta thanh bình. Nhưng mà ở trong cái đất nước Việt Nam, nó cũng y như trong một cái hầm cá dồ vậy đó. Nước nó cợn, nó dơ. Con là con cá khôi, cá vô, sao sống nổi. Thì họ mới là người đáng tội nghiệp. Tại vì cái ao đó đã bị dơ rồi. Một cái chế độ nó đã dạy ra toàn là tham sân si và hung dữ không. Thì mình phải thương họ mới đúng. Vì chúng ta ở hải ngoại, ở một cái ao cá trong lành, nước trong, có đồ ăn ngon, chi bơ, phở, đồ ngon, đồ ăn không có chất độc. Chúng ta phải thương người họ, không có nên ghét. Sau này 6 triệu chim hiền về cũng không có nên tính chuyện cũ trả thù, hay là nên để mà lo mấy nói tại sao hồi xưa mày làm vậy, tại sao mày không nên làm vậy. Bây giờ họ không đi lính, họ không đi làm công an, thì họ đi làm cái gì để mà sống? Mấy con có nghĩ ra như vậy không? Đi làm công an hay là đi lính, đi quân đội, họ không tham nhũng. Lương của Bác Trọng có 700 đô một năm, làm sao Bác Trọng sống nổi? Lương của Dương Đình Huệ chưa chắc tới 700 đô một năm, làm sao nuôi nổi con Hương Trà ở ngoài Las Vegas? Con phải suy nghĩ, phải thông cảm cho họ. Ông nào cũng bồ cả đống, cái đồng lương thấp. Trừ khi như ông Trump á, thì ông có lòng người, ông campaign, ông nghe quỷ, ông bán từng cái nón, từng đôi giày của tên Trump. Việt Nam mình bây giờ thí dụ như bác Tô Lâm, ông nổi tiếng đi, ông để chữ Tô Lâm trên cái đôi giày, con nghĩ có ai mua không? Rồi ông sư phụ mua để đá banh. Tại vì đá có chữ Tô Lâm nó dính vào trái banh bung bung á. Bây giờ giống như bác Trọng đi, anh hùng mà đốt củi. Bây giờ bác Trọng mà làm nón lá để chữ Nguyễn Phú Trọng, con nghĩ có người mua không? Có. Mua để làm chuyện khác chứ không phải mua để đội nha. Cho nên một nhà lãnh đạo của một quốc gia như nước Việt, mà ai mà bệnh mà chết, dân nó mừng lắm. Chỉ cái nước mình nó lạ vậy. Cho nên gần đây báo Mỹ nó lên, nó đăng, nó cười là một quốc gia mà là rút tiền của quốc gia 40 mấy tỷ đô mà không ai biết. Ở Mỹ này con nghĩ mấy ngân hàng ngân khố của Mỹ mà nó làm sai chừng 100.000 đô thôi cũng ở tù chết dịch luôn á. Còn nước Việt mình có thấy là 40 mấy tỷ mà không ai biết, còn trong khi dân là đói ngập trời luôn. Nhưng mà nói cỡ nào hơn nữa họ cũng không bao giờ chấp nhận một thiên tử đi về cứu nước. Họ sẽ cố thủ cho tới cuối cùng, cũng giống như là cuối cùng còn thợ một đảng cướp nhỏ họ cũng vẫn là để mà chống lại với thiên địch, vẫn là nghịch thiên. Tại vì họ không còn biết sợ là gì hết. Mà trên nói mà những đứa vô nghi là vậy, chứ không phải ai cũng thượng thiên mà hiểu đâu. Họ sẽ làm cái này, nghĩ ra cách kia, 100.000 mưu kế để giữ cái thể chế. Họ suy diễn đủ kiểu hết. Chỉ có một kiểu họ không bao giờ ngờ đó, là cái xương sống cuối cùng mà để họ dựa vào để mà tồn tại, đó là Trung Cộng cũng sẽ tiêu luôn. Tại vì Thượng Đế sẽ không bao giờ để nước Trung Cộng như vậy.
đó là cơ trời. Người nào không hiểu cơ trời thì có thiên tử nói tiên cơ. Người nào khôn thì dựa theo lời của thiên tử mà vận dụng thời cơ để mà lập cơ đồ cho dòng họ của mình, đâu có mất cái gì. Thù đâu có ăn ai đồng nào đâu. Information mà biết một cái tin tức mà nói ra đó đáng giá cả triệu mà cứu được nhiều mạng người, người ta cũng có thể mua, mà thôi đâu có lấy ai sen nào đâu. Thì khi biết cơ trời thì mình vận dụng thời cơ để mình lập cơ đồ để cho con cháu mai hậu nó còn được hưởng được nhờ, còn hơn là đi ngược lại với cơ trời. Ok, nãy hiểu nói lâu, ở dưới mấy đệ tử ai có muốn hỏi gì không? À, ai muốn hỏi gì hỏi. Họ đang nghĩ mệt một chút. Đây, quay bao lâu rồi? Hỏi đây cho Hùng nghĩ mệt chút. Con ở Việt Nam mới qua 10 ngày mà con Việt Nam mới qua. Dạ. Giống Việt kiều quá ha. Con giống ở Mỹ. Việt Nam cầu nguyện hoài mà con cũng gia nhập học viên của sư phụ. Ước nguyện là đi qua Mỹ thăm gái con ở bên đây và sớm đi qua 10 ngày mà cầu nguyện hoài. Gái sư phụ để con gặp sư phụ, bữa nay con gặp mừng quá. Con lần đầu tiên con gặp sư phụ. Thấy người, thấy người chàng mắt thịt ha. Dạ. Con có bệnh chút chút mà con xin sư phụ giải bệnh con. Bệnh gì? Dạ. Thường nhìn biết có âm khí, có trược. Con thấy đeo dấu thiên tâm thì lâu lắm rồi. Cũng mấy năm mà con cũng trên YouTube con coi, con cũng gia nhập mà sư phụ. Con có đọc kinh mới quan trọng, có đọc kinh của mẹ không? Kinh Thiên Tâm á, ở vô đây lấy cuốn kinh về về nhà đọc. Dạ, dạ. Con cũng đến đây gặp lần đầu tiên là trong đời con cầu nguyện là cá nhân con đã gặp sư phụ mà con mơ ước. Con đi qua 10 ngày con cầu nguyện cũng bởi đây là cá nhân, con cũng gái con đi trở tới đây là con rất là mừng. Ở Houston hả? Dạ. À, có ông bệnh gì? Không bệnh gì? Đứng đó đi. Đừng đứng. Tay khám tôi nói bệnh. Cường giáp mà ta mới nói thôi. Cường giáp là gì ta? Dịch tiếng Mỹ là gì? Bú cổ hả? Với lại bị corona đó. Cho nên bị di chứng nó đỡ lại nhức hoài. Rồi con thẻ xanh hay là đi qua du lịch? Qua du lịch. Du lịch ở luôn đi. Tháng mà qua đây thấy mơ quá, thấy không khí. Này giờ lấy một cái bồng với tô nước rồi. Thành thử không khí trong lành định chắc gì để nói con qua nó bảo lạnh qua ở đây mấy tháng. Không khí Houston trong lạnh, nó nóng. Nhưng mà nó cũng giống giống Việt Nam với ở cũng quen á. Qua thấy công ty mừng quá mà con cũng mới đi đây 7 năm mà nó cũng có thể quốc tịch rồi. Còn đứa mới qua chưa có quốc tịch, đứa qua để chơi 1 tháng. Việt Nam ở đâu? Ở quận 6 ạ. Sao? Phố Hồ Chí Minh. Bởi cái thành phố mà mang tên sát người á, thì lúc nào cũng không có may mắn hết. À, cho nên kinh tế cứ sụp sị hoài là do mang tên sát người. Thế phải mang tên của thượng đế hay gì á, được mấy chư thần gia hộ. Nếu còn mang tên mà sát người mà cái xác này không có giá trị nữa mà cứ phụ kêu đi quả tán hoài, tiễn bất hồi về trời hoài á, mấy ông biết tiếc chi không biết. Một năm tốn cả 100 triệu để mà giữ cái xác đó.
mà lại là bị Trung Cộng nó ém ở trong Lăng Ba Đình, ai mà vô Lăng Ba Đình một lần rồi là suốt đời không ngóc đầu nổi. Tụi nó thiệt á, trong đó là âm khí không à. Mà chúng ta là người cõi trời là có hào quang phải không? Sư phụ có bảy dòng hào quang. Phụ mà đi những người nào có trượt á, phụ phát hiện liền à. Mà huống hồ chi á bển á, mà cứ đi vô đó hoài, ai mà vô một vòng rồi là có lẩn quẩn. Không tù cũng bị tội. Cuộc đời có con thì mới mười mấy tuổi là đi có làm thăm bác chưa? Dạ, chưa ra ngoài, tại vì ở Phú Yên á, còn ở Phú Yên mà mới có đi từ đó vô Sài Gòn thôi chứ chưa ra. À, bữa nào vô thăm bác một lần đi thì sẽ biết những lời sư phụ nói, tại vì mình không có điều kiện để ra. Bác Linh Đinh La Thăng nè, rồi bác bác nào mà đi làm thăm bác rồi là xong. Dương Đình Huệ giờ cũng chắc cũng là thăm bác cũng nhiều. Đang gặp được sư phụ mừng quá. Mừng quá, có gì đâu mừng. Uống mà người thường đó mà, phạm mà. Sư phụ ơi. Chào con giáo ơi. Ừ, chờ một chút đây, nó chờ người đứng đó. Cảm ơn sư phụ. À, cho nên con ngồi ghế xe lăn luôn. Nhưng mà mai là con qua Mỹ. Chứ giờ bây giờ tất cả đảng viên á, họ đều tán đồng với sư phụ là nên thiêu bác, mà chỉ có mấy cái thằng lì lợm cứng đầu nó thân Trung Cộng á, nó không có chịu thôi. Chứ mấy họ sư phụ nói là trúng ý mấy ông. Sư phụ nói cái này là đảng cộng sản nó mừng á, cậu anh Kiệt chịu chơi nói giùm tôi muốn nói nhiều lắm để mà thay đổi. Thôi. Rồi, hỏi thiên á. Cảm ơn sư phụ. Mới khám bác sĩ, loại ra bệnh. Bệnh à? Tiền liệt. Nghe hả? Nghe này. Nhưng mà nhẹ uống thuốc là tiêu. Xin sư phụ cho nó bảo tiêu. Rồi. Mấy con bệnh gì á, nói lại mấy giờ thiên đứng hộ giá sư phụ nè mấy vị nghe. Tại vì khi nói chuyện với phụ là nói chuyện với mấy vị đang đứng đây đầy. Thì mấy vị đó là mới là giúp thiệt. Sư phụ chỉ là cũng một phần. Cũng xin mẹ xin cha được gặp sư phụ hôm nay đó đó. Về Việt Nam hả? Ai có bệnh gì nói lên để mấy chư thiên đứng đây người ta biết. Con vô bắt hồ hai lần sư phụ. Bắt hồ hai lần hả? Rồi hai cái gì đó. Vô lăng ba lần sư phụ. Ba lần ba cái, vô lăng ba lần. Đi đi lâm thăm lăng bác ba lần. Đệ tử bệnh gì? Diễm cao. Cậu ơi sao bệnh quá trời. Sao sớm không chịu tu đi, giờ mới chịu tu. Tìm lâu rồi không có đặt. Mỡ cao, máu cao, đường cao. Trường em thấy đọc kinh lại sám hối cái gì cũng hết. Ai bệnh gì cứ nói là mấy chư thiên người ta ghi xuống. Dạ mấy năm trước con bị ung thư. Rồi. Anh trên màn hình thấy này nói trời hôm nay em gì đòn quá. Nó bao nhiêu đòn mà thiệt đó con, mấy chư gì đứng đây đây nè. Tại hụ đi đâu là nhiều chứ vị theo á. Thì bệnh gì phải nói lớn lên, mấy vị cần phải nghe lớn, mấy vị mới cứu được. Rồi. Rồi. Một lần hả? Một lần cho nên rồi. Vô lăng bác là xong. Ai vô lăng bác là xong. Trung Cộng nó ém trong á, quỷ mà. Ủa, tức nghĩa là hết chuyện rồi đi. Con Thiên Ngọc Điệp bị rung cái tay, bị tiểu đường. Rồi, mà... nói thiệt luôn. Rung tay này dữ. Rồi. Dạ, đổi ơn sư phụ. Rồi, đại tử này rồi đẹp. Rồi. Nhá ngộ năm sáng ngồi thiền sư phụ. Rồi.
đâu rồi hả? Cho nó chút điện. Giống như Khanh xưa nó cũng bị nhức đầu kinh niên, thù cho điện giờ nó khôn quá làm thơ tối ngày. Rồi, rồi, ừ, rồi. Ai cũng bệnh hết trơn á. Bệnh mới biết mới biết tu. Mà không bệnh sao biết tu. Nhưng mà sư phụ gãy cái nước này lên á là nó nhiều cái hiệu quả á. Mấy cái trượt trong người nó cũng đi luôn á. Hello. Việt Nam hả? Rồi. Hỏi phiên đá có buồn không? Trời ơi, nhớ đại tử là ca hay dễ sợ. Trời ơi, thấy gì mà ca hay đạt giải nhất nữa nha. Phiên đá sầu á là đây là số 1 chút ca nữa nha. Trời ơi, hay quá. Cái tên Thiên gì? Ủ là chuối. Trời ơi, nhưng mà ca sĩ nha. Ca hay dễ sợ, phiên đá sầu. Cái dài cho nó. Cái này là bị âm á. Chứ không phải là bị trúng gió. Tại vì trong nhà con có âm á, âm nó cứ nhập hoài à. Chưa có bỏ baby không? Nó đeo lưng á, sư phụ thấy vậy. Nhưng mà nó gặp sư phụ nó đi đằng kia rồi, chút dễ đeo vô cổ nữa. Bị tim hả? Vậy làm sao giúp sư phụ lo cho nước Việt được? Bỏ cái stand thôi, chứ cũng không có gì. Ok, rồi, gác đi. Vậy thăm lăng không lăng. Về lo cho nước Việt. Đó, mấy này nè. Mấy chục năm rồi, sư phụ. Nhưng mà nó cũng bị xui hoài á. Nó có loạn tiền đình hả? Qua ấn ngay đây nè. Đồ ấm ấn. Tức là sáng sớm á, con thấy chóng mặt phải không? Ừ. Thì con cứ nhập viện hồi nó con phải bị bùng nôn có loạn tiền đình á, thì chỉ có cái là 5 giờ sáng gán ngồi thiền với phụ, cái hồn của phụ sẽ bay tới kinh, rồi con ngồi thiền luôn. Nhưng phải ngồi thiền từ từ nó mới hết, tại vì có loạn tiền đình á là chỉ có ngồi thiền rồi từ từ á, nó có cái cục trong cái này á, nó xây mới là, nó xây làm con nhức đầu lắm. Con á, lần này nó đi được mà nó bị lần căng thẳng á, là nó bị nhức đầu mà ù lỗ tai, mà nó bị méo miệng 2 lần rồi, bị liệt dây thần kinh số 7. Mà đâu rồi? Dạ nó hôm nay nó làm việc nó không đi được. Mà con cứ nói nó ngày nào cũng khấn cha mẹ, khấn sư phụ, mà bữa nay là nó đợi nhiều lắm. Cứ lại sám hối. Dạ, cứ khấn rồi gặp mỗi lần thua qua là gỡ được chút vậy đó. Dạ nó mà gặp sư phụ. Ví dụ mấy con mắc nợ cái nghiệp nặng á, rồi trả payment. Dạ, từ từ cũng hết à. Bị gì? Dạ, sao thiên sướng? Dạ. Con thì cảm ơn con với hai nữa. Khi mà ngồi với chuột, cái đầu tóc nó hơi dục nhột với hai nữa. Chỗ má con ngồi một cái cục gì. Cũng tốt à. Cái nó út gì đó. Ừ. Thì cứ ngán ngồi thiền đi. Nó hết. Dạ, từ hết rồi nó bự lên. Hết. Dạ. Bị gì? Dạ con không bị gì, con chỉ xin điển thanh. Sư phụ làm này rồi á, mấy con đừng có chui vô nghĩa địa hay là cậu chính nghe, mệt lắm. Đặng là âm binh không á con. Ở Hiếu Tân này âm binh nhiều lắm, nhiều thầy âm binh lắm. Âm binh mà, khó cúng lắm. Mình chỉ đừng, mình chỉ đọc kinh mỗi ngày là tắm rửa thôi. Con dê dê nó kêu hoài trong tai, ngày đêm kêu hoài, khi con ngủ con không biết. Đây à. Giống như con ve ve nó kêu. Đó, phải ngồi thiền đi, ngồi thiền 5 giờ sáng rồi, từ từ nó hết. Tí có ngồi thiền mới hết cái này. Đi Việt Nam về nên cho sư phụ sái tỉnh. Rồi. Sao đại tử? Xin thêm điện có sức khỏe lên đây phụ với không á, mỗi người bị đau nhất rồi. Đây tự rồi. Cảm ơn sư phụ. Con bỏ thì giờ chạy tới đây hả? Đang làm con nghe sư phụ con chùa cho mấy tiếng hỏi. Nhất rồi, cả tuổi này là dư vốn dư lời rồi. Sư phụ con
À, nó hơi gì giống như lời vậy. Thưa quá, đúng rồi, cần cái này là gì. Ok rồi, rồi nói chuyện tiếp. Thường ở những họ thiên ngày hôm nay cùng thời sư phụ tại thế sẽ gặp vất vả nhiều lắm, gặp nghịch duyên á, trong gia đình mình không hiểu á, thì gắng chịu khó nhịn nhục, đừng có nản chí. Tại vì nếu mình vượt qua được cái khó khăn này là mình mới cứu họ được. Họ cũng là anh em cùng máu mủ với mình. Họ làm khổ mình, họ không tin những gì mình tin, họ không thấy những gì mình thấy. Nhưng mình phải làm cho họ tin, mình phải làm sao cho họ thấy. Cho nên ở thời này á, vàn thao lẫn lộn. Cha với Đức Thầy mới nói 10 chết 7 còn 3. Chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Một là những đứa con họ thiên ưu tú này. Còn ở ngoài kia, họ chạy theo cái trí học vấn, cái trí tuệ của đời. Thì năm loại sư phụ nói là khó độ, kiến cận á, giàu có, rồi Phật tử, con chiên, rồi mã tấu. Năm loại đó sư phụ không có độ được ở thời đại này. Nhưng mà khi sư phụ xong cái nhiệm vụ của cái màn này, hậu thế tự động sẽ không còn, họ thiên thế hệ thứ kế tiếp sẽ không còn gặp cái đó nữa. Người họa sĩ mà vẽ bức tranh, khi bức tranh có giá trị, khi người họa sĩ không còn tại thế, nên nhớ. Cái đó là cái định luật. Là vì chúng sanh cái ngã rất là cao. Chúng sanh không phải dễ nói chuyện đâu. Vợ chồng, con cái, anh em không phải dễ mà thuyết phục họ đâu. Thì họ thiên, những đứa họ thiên phải gán giữ, chỉ có lòng sắt vững bền, tâm bền, gan bền, trí thì mới vượt qua. Tất cả họ thiên trên thế giới nghe lời sư phụ nói, phải gán mình bền gan bền trí, vững lòng tin với Thượng Đế lúc nào, với Đức Thầy, với sư phụ lúc nào, với đạo Thiên Tâm, thì là mình có thể cứu cả dòng họ mình. Còn nếu mà mình bị cả dòng họ mình hoặc ngược lại á, thì cả dòng họ mình đều bị đọa trong luân hồi sanh tử á. Cho nên mấy con là một người kéo cọng dây cả dòng họ mấy trăm người. Muốn kéo hết mấy trăm người đi về thiên đàng thì mấy con phải giữ vững để mà kéo họ là ngược lại. Chứ đừng có thấy họ số lượng đông mà mình bỏ cuộc nha. Nó rất là quan trọng á. Ngày đầu tiên sư phụ nói cho gia đình sư phụ là sư phụ người đặc biệt. Mười mấy anh em không ai tin hết. Bị em nó quýnh quá trời luôn. Mày ý mày giàu rồi mày nói mày con trời để mày không cho tao tiền hả? Tại nói tiền sư phụ đặt quýt bỏ không à. Sư phụ mua mobile home đó. Rồi cái ngày mai cái nó bán. Mua nó xe mới. Ngày mai cái nó cũng bán. Nó mất nữa. Nó chỉ cần tiền mặt để mà nó chơi á. Thế em mua 40.000. Nó ra nó bán có 20-30 à. Trời, ngày hôm qua tao trả 40.000 tiền mặt, bữa nay mày mới bán rồi mày không có xe nữa thì sao mua chiếc khác. Nó cứ thế mà làm khổ sư phụ. Nhiều lắm, trong gia đình vậy, sư phụ gắt nhìn nhục. Đâu có tin đâu. Tại vì sư phụ nói là tiền này của Thượng Đế cho để mà lo cho những đứa con cho đạo Thiên Tâm. Nó không tin. Nó ông là anh tôi, ông làm tiền là cũng như là tiền của tôi. À, trên đời nhiều cái ngộ vậy đó. Đừng có tưởng là anh em ruột sư phụ mà độ được. À. Lấy mà rồi. Mẹ có một ngón đưa tay như thế này sư phụ. Còn cha thì đưa là hai ngón như là sao phụ. Sư phụ. Và cái thứ hai nữa là sao lại 12 lại. Bởi vì tôi sao tuổi là tôi muốn biết cho rõ để mình tin tưởng. Thì chú cũng không biết. Tôi chỉ biết là Thượng Đế đẻ 12 người con trai. Số 12. Cái sanh 12 người con gái đầu tiên trong vũ trụ. Đó, biết vậy. Thì lấy cái số 12.
Rồi, ở trên trời thì 36 tầng trời, nhưng mà ngày xưa thế gian trong kinh Phật nó có 12 tầng trời. Nhưng mà cái số 12 là tượng trưng cũng như cho về thiên đình. Thì mình lại cái gì cũng 12 cái nhang. Ngày đầu tiên mà sư phụ bắt đầu học mấy cái lễ nghi này là mấy vị ngủ mẹ ngũ hành dạy sư phụ. Hồi xưa mỗi lần Tết á, thì chị sư phụ là Thánh Mẫu Liễu Hạnh, với những vị hộ pháp sư phụ là mấy ông rồng với mấy ông thiên tướng đông lắm, mấy vị Bồ Tát. Nói mấy vị mình nói ok, rồi mẹ ngũ hành tới thì sư phụ đốt 6 cây nhang. Mẹ ngũ hành tới, những vị bình thường mình đốt 3 cây nhang. Thì có 6 mẹ ngũ hành là mẹ châu Âu, mẹ châu Úc, mẹ châu Mỹ, mẹ châu Phi, mẹ châu Á, mẹ châu Thái Bình Dương. Mà hiện giờ mình chưa có châu Thái Bình Dương. Sau khi trận đại hồng thủy sẽ Thái Bình Dương nó sẽ nổi lên một cái lục địa. Nước Việt Nam mình nó không phải nhỏ như vậy. Đó thì sư phụ biết như vậy. Thì sư phụ là đốt 6 cây nhang, lại 6 lại. Cái hồi cái tới, Phật mẫu tới thì mẹ mình thì sư phụ đốt 9 cây nhang. Cái hồi cái nói là cha tới để mà lì xì cho thái tử tài xưa mỗi Tết thì phải mặc đồ đẹp vô. Vì là ở Thiên Long Sơn á, thì mấy gì hiện về thì sư phụ sinh hoạt Tết cũng giống người Trần vậy, cha lì xì cho sư phụ và cha chúc Tết cho sư phụ chúc Tết cha mẹ, rồi ông nhập phụ là Long Dương Long Mẫu sư phụ cũng chúc Tết. Thì khi đốt nhang cho cha là 12 cây nhang và 12 bông 12, cái gì cũng 12 12, đó số khác vậy đó. Thì sư phụ biết như vậy. Còn cái bắt ấn thì cha kiểu bắt ấn thì mẹ bắt ấn kiểu đó, còn Phật thì bắt ấn kiểu khác. Rồi mỗi một vị đều có cái ấn riêng, ấn nào cũng màu nhiệm hết. Ở trên trời á, nó sinh hoạt cũng giống như người chúng ta thôi, không có khác gì mấy. Chỉ có một cái là trên kia không có cái khổ như chúng ta, cũng không có nóng, cũng không có lạnh, cũng không có lo lắng về tiền bạc, cũng không có, nói chung là không có gì gọi là lo hết, không có gì gọi là buồn hết, mà chỉ có vui không à. Chúng ta chỉ có một ngày Tết, đó là ngày mà ngày xưa đó, khi nước Việt còn ở là trăm bộ lạc Bách Việt ở bên Tàu á, sông Dương Tử á, thì mình ở dưới đồng bằng, có người Trung Quốc bây giờ họ đuổi người mình đi tới nước Việt Nam bây giờ á, thì mình có đất ruộng lúa, mình làm lúa. Thì tới mùa xuân á, thì mình gặt lúa, thì mình ăn mừng là lúa, thu hoạch lúa, thì mình có cái Tết để mình chọn cái ngày đó duy nhất, để mình không có buồn trong 364 ngày kia lúc nào cũng bận rộn như con dồi, phải không? Thì mình cho cái ngày đó ngày vui, 3 ngày Tết là vui, không có ai nói chuyện buồn, để mình dành có 3 ngày vui. Ngược lại trên trời không có thời gian, nhưng mà ngày nào cũng vui, ngày nào cũng Tết. Ở trên chỉ có những, tại sao ngày nào cũng Tết là vì xuân á. Ở trên đó là có những cái hoa hàng nghìn năm nó nở một lần. Dưới thế gian mình có những cái hoa đúng mùa nó mới nở. Cho nên ở trên những tiên nữ như chúng ta, mấy con là cõi tiên nhiều, thì cứ đi ngắm hoa không à. À, lại chỗ cái hành tinh đó hay cái vùng đó để mà coi hoa bữa nay nó nở, nó bữa giờ 10.000 năm mà nó mới nở một lần. Có những cái cây nó còn biết ca nữa kìa. Chim biết nói chuyện là chuyện thường á. Nên đời sống chúng ta là như vậy. Nhưng mà vì ở trển chúng ta không có trân trọng đời sống đó. Khi cái gì mình có rồi mình không bao giờ quý nha. Giống như mấy con á, trước khi mà có chồng thì mong có người chồng bình thường đàng hoàng. Nhưng mà thằng chồng nó bình thường đàng hoàng chưa chắc mấy con cũng dữ nó. Nó cũng phải có cái điểm gì mình không thích, cũng muốn bỏ nó lấy chồng mới. Là vì tam tánh của chúng ta lúc nào cũng muốn mới và hơn không mà. Không có ngừng nghỉ tiến bộ. Ngừng nghỉ tiến bộ không có nghĩa là ngừng nghỉ để mà lấy cái mới mà bỏ cái cũ. Đó là tại sao khi xuống trần các con phải nhớ những cái thời hàng bi của mình thì ít có bị tạo nghiệp. Và nhớ những cái người hôn, những người tốt trong đời mình để mình có cái tấm lòng gọi là biết ơn, uống nước nhớ nguồn. Ai làm cho mình mỗi ngày ba nụ cười. Đó là tại sao thiên tâm chúng ta gieo
gieo giống mỗi ngày làm ba nụ cười thì tự động mình cũng cười thì mình không có bệnh, và đồng thời mình cũng có ba người bạn tốt. Còn hơn là mình không có gieo ba nụ cười thì ngày đó mình chưa chắc có người bạn nào mới tốt. Ở trên trời chúng ta không có trân trọng đời sống. Khi đến một cái không có hết phước á, thì chúng ta mới ngồi ở đây để mà tạo phước trở lại. Cách tạo phước chỉ có mang thân người mới tạo phước. Sanh ra là vô thường, chết là vô nghĩa. Có những con thấy ở bên Hamas hay những đất chiến tranh hay là Covid, con thấy nhiều lúc đi vô bệnh viện rồi xong người ta dục như khúc củi, không có kịp làm đám tang, cũng không có lời chăn chối. Đời sống vô thường như vậy, tại sao chúng ta không nhìn thấy? Giàu có đâu có nghĩa là đâu có quan trọng gì đâu, chỉ là đủ thôi mà. Cái quan trọng là chúng ta phải ngồi thiền để mà nghe cái linh hồn của chúng ta nó muốn cái gì á. Còn chúng ta cứ chạy theo, ngày nào cũng 7 giờ sáng mở cửa tiệm nail, chiều 9-10 giờ hãy có khách tới chơi luôn tới 12 giờ nữa, thì chúng ta không có đúng. Chúng ta không có không, chúng ta ép cái linh hồn chúng ta quá đáng, tức là ăn hiếp nó đó. Khi chúng ta ăn hiếp nó nhiều quá thì có một ngày giống như lò xo nó bung ngược lại á. Nó bung ngược lại thì gia đình đổ nát. Còn nếu chúng ta cứ cân bằng, làm vừa đủ, vừa 1 tiếng đồng hồ đọc kinh cha mẹ, nửa tiếng đồng hồ ngồi thiền, mấy con sống đời sống là như thần tiên ở tại thế. Một ngày chúng ta sống một người hiền lành đàng hoàng ở thế gian, chúng ta sẽ được về trời giữ giới luật 12 giới. Nếu không giữ được thì giữ giới đầu tiên là cũng như là ngũ giới của Phật giáo rồi. Nhân lễ nghĩa chế tính thì chúng ta cũng được về trời rồi. Trong đó là một cái giới đầu tiên của thiền tâm là cũng giống như là ngũ giới vậy đó. Khi mà chúng ta xuống như này mà chúng ta cứ ép cái giờ lấy cái ép xác để mà làm tiền, rồi cuối cùng thấy hồi nãy một đống đệ tử, con bị nhức đầu, nhức chân, rồi tiểu đường, đó là gì? Chúng ta không có thời giờ để mà ăn uống, ăn quẹt quẹt thì nó thành tiểu đường thôi. Rồi chúng ta cứ ngồi tối ngày cứ khom lưng, thay vì mình ngồi 4 tiếng 5 tiếng rồi mình dùng thời gian mình lại sám hối. Lại sám hối cũng là tập thể dục và xả nghiệp cùng một lúc. Mấy con sẽ đau, hoài hôm nay đâu có bệnh đó đâu, mạnh khỏe nữa. Mà giàu cho mình cố gắng thêm, chưa chắc mình dư được đồng nào trong băng nha. Con mình nó ỷ lại, mấy thằng con mình nó khôn lắm, trai gái. Ồ má, nó không có đâu, nó đâu biết má làm ngày 15 tiếng. Nó chỉ biết má đem về nhà 1 tháng 50.000. Thì nó canh theo cái số tiền của mấy con mà làm được á, nó xài theo cái đó. Còn nếu mà nó mà biết con làm 1 tháng 5.000 thì nó cũng canh theo cái số tiền của mấy con làm được, nó xài ít lại. Nó khôn lắm, không biết không? Nhưng mà ngược lại nó không bao giờ nhìn là má nó làm 50 tiếng hay là 5 tiếng. Đó là sự thật đó, gán nhìn lại để mình chỉnh đổi cái đời sống của mình chút. Qua đây ngồi cho nó mát nè. Trời lên nắng rồi ha. Ngồi vòng vòng đây là cho nó mát. Bởi vì khi cái đạo mới của thiên tâm ra đời, trong tương lai nhân loại là những người thông minh, thời đại gọi là robot không à, AI đó, thì nó phải thích ứng của thời đại sau, tức là làm người cho đúng kiếp làm người. Còn khi tu
trong đạo thì mình phải giữ giới cho đúng. Mình không có phải là buông bỏ, giống như bên đạo Phật thọ Bồ Tát giới. Mấy con có bốn cái nón, mà một người bạn đạo mình xin mình mà mình ích kỷ, mình không cho, mình phá hết cái công tu tập cả đời mình. Phá giới tức là chỉ được giữ có ba món thôi. Còn thiên tâm chúng ta không có. Thiên tâm là cha mẹ thượng đế muốn con cái dùng cái giàu có cho mấy đứa con sẽ giàu có trong tương lai giống như sư phụ. Mà phải dùng giàu có mà không chấp vào giàu có, mà phải đi ra thương người, phải dùng tiền của mình ban phát ngược trở lại cho những người không có đủ cái điều kiện và sống không có đúng cái nơi để mà tạo ra và làm những cái chuyện hữu ích cho thế gian. Tại vì khi có tiền mới biết được ai là ai, con biết không? Còn nói chuyện ai nói kiểu nào cũng được hết. Bây giờ sư phụ nổi tiếng khắp thế giới. Sư phụ có thể làm nón để tên sư phụ đặt đầy ngoài chợ dừa để mà gieo cái đạo thiên tâm cho nhiều người biết. Cũng vừa làm tiền luôn. Cũng như kiểu campaign như ông Trump vậy, cái viết cũng tên Trump này đó. Sư phụ làm được, xong được. Hồ thông minh mà, ngàn kế hồ là người thương mại trên thương trường của Mỹ mà. Tại sao hồ không làm? Hồ muốn thử lòng nhân loại, lòng chúng sanh, lòng người, người Việt, người Mỹ. Có phải tự động theo Thượng Đế về trời hay không? Chứ Thượng Đế không có thể nào mà đánh cái đích mình, đuổi mình đi về trời được. Tự miệng mình thôi. Tự tâm thì mình mới ngồi đây. Là vì chúng ta là người cõi trời xuống, chúng ta quên đi, nhưng mà cái lại gia thức á, nó bị cuộc sống mỗi ngày cứ làm cho che phủ mù mắt những cái mình cứ chạy theo đời, mình quên đi cái chân lý của nó, đó là linh hồn của chúng ta, nó sẽ bất tử và nó sẽ học những cái xấu và những cái tốt mà của cái xác phàm là tạo ra, rồi nó đi vào cái hậu kiếp. Cái hậu hôm nay chúng ta làm bao nhiêu chuyện ác thì cái hậu kiếp nó sẽ lãnh những cái ác đó, những cái nghiệp đó. Chứ Thượng Đế không có thể nào quảng cáo hay là kêu người ta lên thiền Bát Nhã. Sư phụ là người lái thuyền Bát Nhã cùng với Đức Quỳnh Phú Sổ. Ngài là chèo lái, sư phụ là chèo mũi. Chiếc thuyền hôm nay nó cũng còn thưa lắm á. Nó có thể chứa được 8 tỷ người. Nhưng mà đâu phải dễ tìm được 1 tỷ người ở đời này cũng thụ đâu. Cho nên giờ rất là thưa thớt. Thụ không có quảng cáo, cũng chẳng có cầm một em bé, ẩm em bé rồi lên hình ảnh. Mấy cái hình ảnh mà con thấy trên mạng á, toàn là mấy đệ tử tự nó làm không? Thụ chưa kêu đứa nào làm gì hết. Hỏi đi. Từ ở đây qua Cali hay bên Việt Nam nó thương nó làm thôi. Chưa bao giờ cho một đứa nào, một đồng bạc nào mà làm YouTube hay là Facebook. Chưa bao giờ. Cái đạo chúng ta là thiên nhiên và tự nhiên. Như vậy mới thử được lòng người. Chứ còn mà giống như tụi về đây, mấy ngày hôm qua xuống cửa trường mấy tụi nó vô nhà, tụi nó giật mình đó. Chứ mà muốn đông đâu có khó. Chỉ cần in quảng cáo hay lên cái kênh của sư phụ nói là ngày hôm nay sư phụ tới, chừng 1 tháng trước đi. Không, sư không có làm vậy. Sư chỉ gieo duyên thiên nhiên tự nhiên, những người đứa con họ thiên nào mà quan tâm tới thiên long gian, quan tâm sư phụ tự động sẽ biết. Còn những đứa con mà hờ hợt lơ lờ thì hôm nay không có mặt. Thụ cứ làm vậy thôi. Tức là mình gieo một cái lòng chân thành. Và đồng thời chúng ta là những đứa con đầu tiên của Thượng Đế, của Đạo Thiên Tâm. Chúng ta không có cần phải phô trương và chúng ta cần phải khiêm tốn. Cũng không có cần đi về nhà để quảng cáo Thiên Tâm hay là thế này nọ. Mình càng quảng cáo với cái trí thức của họ thấp đó, họ phản bác ngược lại đó, thì lúc đó họ sẽ bị mất duyên một đời này. Mình cứ để bình thường tự nhiên thôi. Khi nào luật của Phật ai ba người đến hỏi pháp thì Phật giảng pháp. Chúng ta không có nên gieo cái pháp cho một người không có muốn nghe thì người đó sẽ phỉ báng và họ sẽ bị khẩu nghiệp đó. Nhất là những người thân xung quanh mình. Mình đừng có tưởng bạn thân của mình 50 năm ăn dầm ngủ về với mình mà mình nói họ nghe đâu. Vì cái phước
và cái nghiệp của mỗi người đều khác nhau. Họ không có đủ phước để đi về trời ở một cái đời này. Còn các con đủ phước thì mình đi trước, mình sẽ thành bà tiên. Rồi lúc đó mình sẽ trong cõi vô hình mình bay xuống, mình tìm những người đó mình nói chuyện sao thì họ mới tin. Cho nên sư phụ đa số là độ những đứa Phật tử, đệ tử mà gọi là xuống đây là gọi là sứ mệnh giúp sư phụ, giống như kiểu thu ba cốt nó cũng rồng nè, nhỏ là cốt tiên, có nghĩa là cảnh thú cũng là những cốt rồng, thì nó có quyền lực ở tiền kiếp. Khi sư phụ nhập thế thì nó nhập theo ở cái tuổi chung chung vậy nè, thì sư phụ đi trong cái vô vi để mà độ nó. Cũng giống như Khanh ngồi đây, nó bị bệnh migraine gần cả đời ở New York, mà khi phụ để cái tay lên hôm nay nó hết bệnh mà nó làm thơ được. Đứa này cũng bị, đứa nào cũng bị hết. Thì khi cái nguyện lực và cái gì mà mình muốn làm trong đời mà mình chưa làm được á, nó sẽ sanh ra bệnh. Mà khi mà mình làm được rồi, mình tìm được cái nơi rồi, mình tìm được cái con đường rồi, thì tự nhiên mấy cái bệnh nó cũng đi hết theo luôn. Cũng giống như bà con của ông Long Dương và sư mẫu bây giờ đó, trước khi gặp sư phụ trời bà bệnh nhức đầu kinh niên, cho nên á, gặp sư phụ là tự nhiên hết bệnh, nắm tay cũng hết bệnh. Đó là có sứ mệnh. Cho nên con thấy nhiều cái nó ngộ lắm. Ở trên khi mình có nguyện lực như thế nào thì là cái nguyện lực đó nó sẽ đi theo mình đời này và đời sau. Những đứa đệ tử họ thiên á, trên thế giới á, phải giống như sư mẫu. Hồi xưa bà lập nguyện thời, bà đốt tờ giấy như nè. Có nguyện thời với cha, tức là thượng đế mình á, sẽ theo trung thành mãi mãi phò thái tử, thì bà mới cưới được sư phụ. Phải có nguyện thời. Mấy con học ra high school hay là đại học, hay là ông Trump làm tổng thống, hay là ông thị trưởng, hay là bất cứ cái gì, đều có nguyện thời đúng không? Sư phụ xuống trần phải có lập nguyện. Hoặc bà Quan Thế Âm cũng lập nguyện. Rồi ngài Địa Tạng cũng vậy, địa ngục trống không không thành Phật. Rồi ngài Di Đà cũng vậy. Sư phụ cũng phải lập nguyện, cha mới cho xuống. Là thế giới này còn sự bất công, còn cộng sản, sư phụ không có thành Phật, phụ sẽ ở đây làm tiếp tục. Có ai dám thời kiểu đó? Ngày xưa sư phụ nói trên mạng, ồ thế giới làm gì không có bất công, ta nói không còn năm cái ác thì sẽ không còn bất công, tại mẹ nói con sẽ thành Phật đời này. Hồi bữa lập ngày mà khai đạo, kỷ niệm khai đạo ở bên Cali hồi tháng trước, cha lúc đó cha nói sư phụ, khi con làm lập cái đạo xong ở đời này, con sẽ đi những cái thành tinh khác, họ cũng rất là cần con. Tại cái nghề của sư phụ là nghề lập đạo, cũng giống như nghề sửa ống nước gì con thấy không? Cho nên đời đời kiếp kiếp ở quả địa cầu này, sư phụ nói hầu hết tất cả các đạo là đều do tiền thân của sư phụ lập ra. Tại vì ở trên á, cha tạo ra cái cơ thể sư phụ bằng quá thân, những cái bi trí dũng cha tạo vô trong cái a lại giới thức sư phụ, nó chỉ biết cái chừng đó thôi. Kêu sư phụ làm chuyện xấu sư phụ không có biết làm, từ nhỏ luôn. Rồi kêu sư phụ làm một nhà chính trị mà ác, chỉ là có chí và có dũng mà không có bi, sư phụ làm cũng không được. Mà bi nhiều quá là ngồi chỗ mà để cho mặt dân chết trước mặt mình mà không làm gì, sư phụ làm cũng không được. Cho nên ba cái nó cân bằng. Các con cũng phải tập bi chí dũng, nhưng mà bi chí dũng thấp thì nó lên cái độ này thấp, lên tới tầng số 2 nó cũng phải điều. Chứ giờ bi chí dũng mà nghiêng nghiêng cũng không có đúng. Ví dụ mình có chí có dũng mà bi cũng ít quá thì lúc đó mình cũng có một chút tạo nghiệp ấy, sân si ấy. Khi chúng ta tái sanh lại thân người, chúng ta đâu có nhớ gì đâu. Còn riêng sư phụ thì mấy vị dạy, mấy vị cho. Rồi đến thời mà hôm nay, tại sao sư phụ lại nói ra những cái pháp môn và những cái mà trong kinh điển không có, và tất cả các vị thầy cũng thừa nhận nhưng mà mấy vị thầy không dám nói, sư phụ dám nói, thì mới gọi là chuyển lưng thánh dương. Trong kinh điển Phật giáo cũng có nói chuyển là chuyển, tức là chuyển kiếp tái thế. Ngài Đạt La Lạt Ma tái thế 14 lần, sư phụ là chuyển lưng thánh dương. Trong kinh điển đều có nói về sư phụ là vì thế gian nó tôn sùng cái chữ thánh thì cho là thánh. Vương thì là thiên tử, con của trời. Chuyển lưng thánh vương không phải là bình thường mà sư phụ ngồi đây. Tại vì cái quả địa cầu này cần
nâng cấp lên 4D. Hiện giờ mình sống 3D. 3 dimension, 4 dimension. Thì khi vào thời Thượng Quân Thánh Đức thì nhân loại sẽ có một cái cách sống mới. Thì vị chứng Lương Thánh Dương phải nói lên những cái sự thật, những cái pháp môn mới để cho nó hợp ở cái thời đại AI. Thì sư phụ nói lên cái đạo này, lập ra cái đạo này. Ngày xưa sư phụ lập cái đạo Công giáo, chỉ kêu người ta ăn hiền ở lành, không có kêu ai ngồi thiền, cũng chẳng kêu đọc ngũ bộ chú, cũng chẳng có kinh chú Lăng Nghiêm hay là Đại Bi như ngày hôm nay. Hôm nay vì con người chúng ta khôn hơn thời xưa, thời cưỡi ngựa bắn cung, thì chúng ta cần phải ngồi để mà lắng nghe cái xác phàm, phải lắng nghe cái linh hồn. Nó muốn cái gì? Nó muốn bình an thôi hả? Chứ đâu có muốn giàu. Giàu thì ai cũng muốn đó. Nhưng mà giàu rồi không có sức đi shopping nó mới còn có thấy buồn không? Bây giờ bệnh đó, mà hãy đi vô shopping tiếng hồ cũng thở mệt á. Vì có tiền để làm gì? 4 mấy tỷ của bà Trương Mỹ Lan để làm gì? Để lãnh cái viên thuốc độc à? Suy nghĩ đi. Cho nên mình làm gì mình phải cân nhắc. Cái thằng hồn nó là chủ, cái xác là tớ. Còn đa số chúng ta 80-90% cho cái xác là chủ, cho cái hồn là tớ. Còn những cái người mà không có trí, họ cho là nhiệm vụ cao cả, mẹ phải lo cho con, mẹ phải hy sinh đời mẹ để củng cố đời con, cha phải hy sinh đời cha hối lộ để củng cố đời con. Cho nên đảng cộng sản đa số họ nghĩ họ làm vậy là đúng, nhưng mà thật sự đời con của họ có phước họ mới hưởng, không có phước đời con á dùng cái số tiền đó làm những cái chuyện tạo nghiệp nữa. Cho nên nó mới có câu chuyện cái thằng mà nó bị tử hình đó. Trước khi tử hình đó, người nó hận nhất là mẹ nó, tại vì mẹ nó không có biết dạy nó. Ở Việt Nam có cái bài báo nói coi đi. Quan trọng chúng ta phải biết đủ và chúng ta không có mong cầu thêm nhiều, chúng ta chỉ cần cầu đủ thôi, nhưng mà cũng phải trường chút thời gian ngồi thiền đọc kinh. Đó là sư nãy giờ nói vòng vòng vậy để chúng ta được đi về. Chúng ta không có thể nào ngồi ở đây dưới thế gian này chịu nóng chịu mũi rồi chạy theo cái đồng hồ làm sáng thức gì phải đi làm. Nếu mà ai mà nghĩ cái thế gian này thiên đàng á thì đừng có cầm cuốn kinh Thiên Tâm lên, đừng có đeo dấu Thiên Tâm. Nếu mà ai nói là thế gian này là thiên đàng, sư phụ không có chối bỏ thế gian này, nhưng mà sư phụ không có thuộc về thế gian này. Thế gian này thuộc của những người vô minh, vô minh không biết gì cho nên bị tội, cho nên mới cứ lặn hụp hết tái sanh làm 4 chân, rồi làm 2 chân, rồi làm người bệnh tật, rồi làm người Africa, rồi làm người Việt, rồi từ từ lên, rồi cái giàu có cái tội tiếp. Cho nên nhiều đời nhiều kiếp chúng ta lặn hụp ở trong cái cõi ta bà này, tại các con không nhớ, rất là nhiều kiếp, đủ rồi, chán rồi, chúng ta phải đi một cái nơi khác, đó là thiên đàng. Làm con người có linh hồn thì phải đi về trời, chứ cái linh hồn nó không có thể làm người vậy. Con người thì cần phê trách, mà linh hồn nó cần phải làm thần làm thánh, chứ hay nào làm người thế gian mãi mãi. Nó phải tiến bộ lên, phải không? Lên lớp. Mà đa số trong những thời gian tận thế này ít có ai mà hiểu được cái này. Họ chỉ có chạy theo danh vọng vật chất, rồi họ đừng có đi xuống và xuống thêm, xuống sâu sâu thêm. Rồi cộng thêm cái thời mạt vận, Ma Dương cho con cháu mở áo vàng lên để nói lên những cái lời không đúng, rồi ma mị để mà lôi kéo. Cho nên không có chánh kiến, không có nhìn ra, không có nhìn cha của mình. Bây giờ con á, con có những đứa con, bây giờ con của mình nó ăn chơi, nó vui chạy ngoài đường, nó không có nhận mình là cha, nó không có nhận mình là mẹ nó. Con có vui lòng không? Có chấp nhận cho nó tiền, có chấp nhận cho để mà cu mang nó nữa không? Dĩ là không. Cha trên trời cũng như thế, cũng vậy thôi, sư phụ cũng vậy thôi. Đứa nào lặn hụp trong cái cõi ta bà này giơ tay thì phụ đưa dấu Thiên Tâm. Còn đứa nào mà không có chịu đeo mà cũng còn lại đi phỉ báng sư phụ hay chửi cha,
Con nghĩ đứa đó sẽ đi về đâu? Thượng đế chỉ là khi nào là mình tự lực, tự tâm, tự nguyện. Đó là trở lại câu chuyện từ đầu, là sư phụ không có quảng cáo và cũng chẳng có giao duyên một cách gọi là sư phụ không có nói ngọt ngào như mấy ông thầy được. Sư phụ có thể nói được, nhưng mà nói cái đó nó mất thời giờ lắm, nó không có ra nhiều chi tiết. Mấy con cũng không có hiểu vô chính đó. Sư phụ nói kiểu như người đời vậy nè. Nhưng mà cái quan trọng nhất là sư phụ qua Mỹ không biết tiếng Việt, mà hôm nay nói được tiếng Việt như vậy, thì mấy con nghĩ là cái phước của người Việt không? Đại phước sao không biết trân trọng đi. Còn mấy thầy học ở trong chùa từ nhỏ tới lớn, có nhiều thôi, đại chúng rồi nhiều nhiều. Tức là giống như hát bội vậy, sư phụ có hát bội. Hát bội chậm lắm. Cốt truyện là vô cốt truyện đúng không? Cái chủ yếu là mở mang trí tuệ đạo Phật, quan trọng nhất là khai trí, chứ không phải là để khai nhĩ cho bùi cái lỗ tai rồi xong cái pháp hội hai ba tiếng rồi đứng ra chả ai gặt hái được cái gì. Nãy giờ mấy con nghe mỗi lần thù qua các con đều có gặt hái một cái mới đúng không, hiểu được cái gì, chuyện gì đang xảy ra. Đó là mục đích chính chứ không phải là mục đích chính. Đến đây chúng ta chịu nắng rồi ngồi đây nhịn đói nhịn khát rồi nghe nhão nhão rồi không có học hỏi gì. Hôm nay chúng ta học hỏi là nước Việt chúng ta ở vào cái thời gọi là chết đói, trở về cái chuyện mà khô đất nước nè, cộng cái chuyện bầu chính trị xáo trộn nè. Tại sao đi trùng hợp? Tại sao trùng hợp với ông Trump vào tàu Bắc Ốc? Tại sao trùng hợp với Iran với Do Thái sắp sửa đánh nhau? Tại sao trùng hợp Đài Loan ở Trung Cộng là rất là căng? Mà trong nước Trung Cộng bây giờ là nó đang đói, đang thất nghiệp. Tại sao cái gì cũng trùng hợp một lượt? Tại sao trùng hợp có một người Việt Nam, Thiên Tướng Kiệt này, Ngô Tướng Kiệt này, 5 năm về trước đã nói, 5 cái ác cùng đi một lượt như thầy thế này. Coi là những clip cũ đi. Tất cả những nhà chính trị gia CNN hay là những nhà chính trị gia Việt Nam không ai dám nói câu đó. Chuyện gì ra chuyện đó, nước nào đánh nước đó. Biển Đông là Biển Đông, Trung Đông là Trung Đông, đói là đói, kinh tế là kinh tế. Nhưng mà thu gom là một lượt. Lúc mà phố vô sao phỏng vấn, những cái clip vô sao cũng có đó. Bộ cái đó chưa có làm đủ chấn động cả thế giới là con của Thượng Đế đang nói sự thật và thiệt đang xảy ra. Để làm chi? Để cứu bản thân mình. Để cho mình có sự phòng bị về tinh thần. Tinh thần nó quan trọng hơn vật chất nha con. Con có chất một đống gạo ở trong nhà kho mà tinh thần con xáo trộn á, con cũng bị là tiền đình con ăn cũng không nổi á. Nhưng mà sư phụ là một viên thuốc tinh thần cho toàn thế giới. Cả nước Việt ngày hôm nay cũng vậy. Cái viên thuốc này á, nó màu nhiệm lắm. Viên thuốc cam lộ, viên thuốc của Phật, viên thuốc con của Thượng Đế xuống trần, nói lời thật và lời thiệt, và được phép nói. Không biết thì đừng có ngồi đó dễ dôi, chân dôi hay đuôi dôi, lưng dôi, dồi dôi. Chú chưa bao giờ nói cái gì mà không đúng sự thật trong 5 năm trời. Và 90% đang xảy ra là trúng hết, đã trúng luôn nữa. Cả năm cái ác, cái đó là rất là khó nói. Mà tại sao thượng nói được và hôm nay lại trúng? Con nghĩ mấy lãnh tụ nó nghe lời thượng nó làm, nó tạo cái mô hình giống vậy à? Suy nghĩ đi. Cơ trời mà. Chẳng lẽ bây giờ ông Trump lịch sử nước Mỹ chưa bao giờ nói có một tổng thống hết nhiệm kỳ rồi qua 4 năm mà quay ngược trở lại. Con thấy chuyện đó có lạ không? Lần đầu tiên nước Mỹ là có chuyện đó. Sau ngày đầu tiên bao nhiêu clip lên coi ngày giờ đi. Ông Trump quay lại mà. Là vì cái nước mà nếu không, sư phụ mà không nói à. Cái tiểu bang này là của mình đang ngồi nè, là Texas sẽ cắt làm đôi. Mỹ đen với Mỹ trắng, Mỹ là chia ra hai quốc gia. Ở đó là mẹ nữ thần tự do đó. Bà hiện về, bà đẹp gái lắm, bà tóc vàng phải không? Bà nói thái tử, trong tương lai, tại vì sư phụ hay hiếu kỳ lắm, ngồi gặp vị này, vị kia, tất cả các vị mà gọi là lớn, sư phụ cứ hỏi thăm từ vị, rồi mỗi vị dạy sư phụ chút chút, sư phụ mới nhớ, lên đây gặp khúc nào, nói khúc đó. Thì sư phụ đang nhớ lúc đó mẹ nữ thần tự do, mẹ nói,
Thái tử, mấy vị kêu sư phụ là thái tử không à? Có biết trong tương lai nước Mỹ cũng không có khá gì hơn nước Việt, cũng khổ, cũng kinh tế, rồi còn sẽ bị chia đôi nữa. Cái sư phụ mới nói, trời ơi, con lớn lên ở đây, con là quốc tịch Mỹ. Sư phụ quốc tịch Mỹ từ năm 89, 85 rồi. Cái passport 10 năm không đổi mười mấy cái rồi đó. Thì mình cũng là người Mỹ, rồi mình cũng mang nước Mỹ. Sư phụ qua đây ở Silicon Valley là nơi thung lũng điện tử, là để mà mình mới có tiền mới lập đạo ngày hôm nay. Thì cũng là cái phước của cha khiến sư phụ vô dùng đó. Thì nữ thần nước Mỹ mới nói, trong tương lai nước Mỹ sẽ bị chia đôi. Sư phụ buồn, sư phụ mới nói có cách nào không? Thì mấy vị đều nói, cũng giống sư phụ vừa khấn cho nước Việt không bị đảo chánh, sư phụ khấn cho Ukraine không có bị thất thủ thành Kiev, mới một đống xe tăng nó bị đông lạnh đó. Sư phụ cũng khấn cho bom nguyên tử ở quả địa cầu này. Một lần mà lập đàn mà khấn trời á, là sư phụ đều khấn. Sư phụ khấn cho nước Việt đừng có quá sự khổ. Khổ thì nó mới thay đổi, mà gọi là đừng có quá đó. Thì lúc đó ngài mới nói, thì thái tử đó đại diện cho nhân loại, xin cha đi, xin cha thì được, chỉ có một mình sư phụ là có lực để xin cha thôi đó. Ngoài ra quả địa cầu này mấy ông thầy tu giỏi cả đời ngồi trong hang động 80 năm, ra hào quang mấy con nhìn thấy cũng giống như là bùm bướm ấy, cũng không có xin được. Thì ngài mới kêu sư phụ xin, thì sư phụ xin. Hy sinh thì ông Trump cũng phải hy sinh để cho cái đảng thổ tả nó ăn gian lá phiếu cho tới ngày hôm nay. Thì mình cái tiểu bang này không có bị tách rời ra làm hai nước. Nhưng mà lời của mấy vị nói cách đây mười mấy năm trước, con nghĩ nó màu nhiệm không? Thời đó ai mà nghĩ có Black Lives Matter, ai mà nghĩ nước Mỹ này là đại ăn gian lá phiếu, rồi còn thêm bao cái chuyện bỉ ổi và nó nói là nó đóng luật, phải không? Nó luật rừng thì có, hiện giờ Biden chơi luật rừng không, có biết không? Thế đâu có luật lệ gì nữa đâu. Thì thời đó sư phụ đã biết được cái đó. Hôm nay nước Mỹ mà không có bị tách rời làm đôi á, cả người Mỹ 360 triệu người á, phải cảm ơn sư phụ mới đúng á. Cái thành phố San Francisco á, năm 2015 á, đúng ra bị động đất là xong luôn á. Thụ nghe quảng hồn, mấy vị báo trước. Thụ phải xin về Thiên Long Sơn. Hôm nay thành phố Săn Phăng vẫn còn, mà thành phố đó chỉ là tạm thời thôi. Mấy vị nói ngày mà sư phụ đi về Việt Nam đó, nó sẽ có nhiều chuyện ở đây thay đổi. Tại vì một vị Bồ Tát ở đâu thì ở nơi đó bình an, trong cái phạm vi đó, nó chỉ tạm quản thôi. Sư phụ xin được nhiều cái lắm, cũng giống như bữa Thiên Long Sơn mấy đứa là qua dự lễ khai đạo á, nguyên cái thời tiết đó là mưa bão đúng không? Sư phụ nói chuyện với ông thần mưa, với ông thần bão, ổng hứa đúng 11 giờ không có mưa, vừa sư phụ vừa chạy xe lên núi là ngưng mưa liền, nắng lên liền. Đứa nào đó chứng minh đi, con chứng minh phải không? À, đó là nó không phải là chuyện bình thường mà một người phàm mà có thể làm được. Thụ muốn mưa là mưa, muốn không mưa là không mưa. Còn Hoàng Kiều á, hồi clip vừa rồi lỡ nói là bữa nay nói một chút. Hồi xưa ông một tỷ phú ha, mà ông ăn hiếp người Việt mình á. Ông cấu kết với Kim Liên Hồ với Phát Bùi đồ ăn hiếp Nam Cali. Thụ cho ông 3 cây nhang, hôm nay ông đi luôn á. Thụ cứu người được, nhưng mà thụ không có hại người. Chỉ có người nào hại người khác thì thụ can ra một chút thôi. Chứ đừng có tưởng như không có làm được gì. Thụ có thể cứu bà Mỹ Lan bữa nay được á, không bị tử hình đó, con biết không? Thì Thụ trị bệnh mấy con được, thì Thụ làm được mọi thứ được. Nhưng mà cái lòng từ bi á, thì nó cũng có. Nhưng mà cái trí và cái dũng cũng phải đi điệu nhau. Nước Mỹ hôm nay không bị chia làm đôi, tương lai nước Mỹ sẽ trở thành cường quốc trở lại. Sau khi Nga Tàu sụp đổ, bởi vì mới có là phong thần hai, thì mới có nói là trời ban lợi phẩm, Mỹ thâu lợi phẩm, trời ban phong thần. Biển Đông
chung cộng chia 5 sẽ 7. Thì những cái đó nó sẽ sắp sửa xảy ra. Thì coi như Hữu nói trúng hết 100%. Bây giờ trúng là 90 rồi. Mà nếu người Việt nào hôm nay tất cả mấy đảng viên mà đang ở bển mà tâm trạng bất an đó, nên kiếm cái dấu thiên tâm đeo vô để tâm được bình an. Và sau này cái màu áo vàng đó, thường gọi là bò vàng đó, thì đổi lại giống màu áo của hồi xưa trước 75 mình là màu trắng, không cảnh sát, không thì chỉ đổi áo thôi, nhưng phải có tài nha, đừng có bụng bự quá thì thôi ở nhà trồng rau. Chứ giờ công an á, ông nạn hối lộ, nếu ông nào nhậu nhiều quá bụng bự nó phải là cường tráng như là lính Mỹ đồ sao á, chứ không phải để mấy thằng nhóc mà con ông cháu cha ra rồi nó quýnh quýnh. Tức là một quốc gia phải có tôn ti trật tự, một quốc gia mà dân không sợ cảnh sát thì quốc gia đó là quốc gia gì? Không phải là quốc gia, là một cái đảng phái tư lợi của phe nhóm mình. Nó không có hệ thống, nó không có tôn ti trật tự. Trong gia đình mình có tôn ti trật tự, huống hồ gì quốc gia. Quốc gia Việt Nam đâu có tôn ti trật tự nữa. Nó ra nó bốn mày là ai thôi là công an quýu lên rồi. Phải coi cái thằng này là gốc nào hả, bắt đầu mới phạt nó, phải không? Không có đúng. Tao không cần biết con có 100 mà lái xe tầm 7 thì tao cũng phạt mày như thường. Thì mới là đúng. Thế là đeo dấu thiên tâm vô, đổi màu áo trắng. Còn quân đội mà mặc áo màu xanh đúng không? Màu xanh này nè, green này nè. Thì Mỹ, lính Mỹ mặc áo gì? Đen hả? Đen với xanh dương phải không? À, cho nên ở bên ai muốn làm giàu á, có ba chuyện để làm giàu. Cờ vàng, cờ đỏ sẽ bay phấp phới từ Hải Nam Quan tới mũi Cà Mau. Ai á mà bển nó mua màu vàng á, chắc đầy nhà đi. Tới cái ngày đó, đó dân nó mừng á, thì bán lá cờ á, cây vàng nó cũng mua nữa. Thì là tỷ phú qua đêm. Cho nên thu chỉ là thiệt á. Nhưng mà đừng có mai ba cái sọc đỏ vào trước, để nó tới nó gõ cửa phải không? À, ba sọc đỏ để riêng, lúc đó mình chỉ mang đường chỉ thôi là dính cho rồi. Tại vì trong một ngày đó, lòng người mà mừng bao nhiêu tiền người ta cũng đổ ra ta mua. Cho nên một lá cờ chừng thước mà ngang nửa thước bán cây vàng sẽ có người mua. Mà nhà nào mà làm chừng 10 cái là có được 10 cái rồi. Đó là chuyện giàu thứ nhất. Chuyện giàu thứ hai, may áo trắng đưa cho những công an mà chánh nghĩa để mà giữ an ninh trật tự. Chờ một quốc gia mà thay đổi màu nhiệm đâu phải là dễ đâu con, phải không? À, cũng giàu, nó sẽ xảy ra y như lời sư phụ nói. Vỗ tay hả? Nó là nói chuyện cho bộ uống nước một cái rồi nó khô cổ. Trời ơi, già lớn tuổi như con cũng còn yêu nước hả? Để như cỡ thằng Chí rồi mấy đứa nhỏ nhỏ nó còn về nắm chức bộ trưởng bộ công an rồi nó yêu. Con lớn tuổi cơ nào đó, thằng đó ngồi sao kìa. Nó cũng là công an, bây giờ cho nó làm công an tiếp nha, cỡ thằng Hùng luôn nè. Chứ rồi con rồi mừng thôi, mai cờ được rồi. mua và mua máy may á, về mày. Nó sẽ xảy ra mà. Mấy con nghe, trời, trong đời này chúng ta chứng minh hết, gọi là phong thần hai. Đảng Thiên Việt á, là hội Long Hoa đó. Tại nó gom hết những anh tài. Đừng lại sư phụ. Sư phụ chỉ làm lệnh theo cha. Sư phụ là một tài tử đóng phim. Cha là đạo diễn, producer. Executive producer là thượng đế. Sư phụ chỉ là Tom Cruise thôi, phải không? Đóng phim cho thượng đế. Sư phụ giúp cũng nhiều rồi. Sư phụ lập cái đạo này giúp rồi. Mấy con đang ngồi đây biết đọc kinh là giúp rồi. Ở trong tương lai con của mấy con cũng tiếp tục đọc kinh này thì tụi nó có đời sống an lạc. Thu dạy là chánh đạo mà. Hỏi đi con. Ông bà ngày xưa nói là
Nên sao? Ông bà ngày xưa nói là chết á là đi thiêu á là con cháu nó không lên nổi. Mà khi tôi thấy chôn á thì như thầy như sư phụ thấy ở Việt Nam ta không trùi đất xuống cái dòng hết trơn thì biết đâu tìm. Thì theo sư phụ mà con trời xuống thì sư phụ giúp dùm cho biết nên thiêu hay là nên chôn. Ok rồi, giải thích nó tùy theo. Thí dụ con là một người vô danh tiểu tốt mà con muốn tiết kiệm cho gia đình thì con nên thiêu nó tốn có 2.000, chôn tốn mấy chục ở Mỹ. Tại vì mình vô danh tiểu tốt thì cái xác này vô thường lắm. Mà con đang có tu tập, con không có ngại cái xác thiêu hay là chôn hay là làm gì hết. Tại cái hồn của mình đã control mình đi về trời, có sư phụ đưa con đi rồi. Cái thằng hồn lúc đó nó làm ma hay là nó có gì, nó cũng rất là sợ nhìn cái xác nó mỗi ngày dòi bỏ ăn. Rồi nó đứng cái mã nó canh hoài. Thì là mình còn bị chấp, mình tạo cho cái hồn mình bị chấp. Nếu con là một người nổi tiếng, tại vì sư phụ có bà chị là chị Kiều Trinh, thì sư phụ khuyên chị là một người nữ mà nước Việt Nam cả thế giới đều tôn trọng thì sau này chị nên chôn làm cái bia lớn để những thế hệ sau đến chiêm ngưỡng để học hỏi. Cái xác của mình cũng có giá trị khi mình chết, con hiểu không? Tùy theo cái chức vụ của mình chứ cái xác trả lại gì á. Cũng giống như Bác Trọng bây giờ đã chết cái đường chính trị nhưng mà cái hơi của ổng còn trong đó đó, cho nên Tô Lâm không có dám cổng rắn cắn cả nhà. Đó là khi tất cả thế gian chúng ta làm những chuyện tốt, những chuyện giúp đời, giúp gia đình, giúp anh em, cái tâm chúng ta là tâm Bồ Tát từ bi, làm hành Bồ Tát đạo. Khi cái chết của con sẽ trả lại những cái gì mà con làm cả đời tốt. Đó là cái danh dự về các ngàn người nhỏ lệ đưa đi đến nhà hoàng đưa tiễn con. Nhưng ngược lại một người có tỷ phú làm ác, làm bao nhiêu chuyện ác và làm mít lòng biết bao nhiêu người, thì lúc cái chết đến với họ là một cực kỳ đại hình. Tại vì cái thằng hồn lúc đó nó sợ lắm mà nó bất lực và đò ngu đầu mã diện sẽ lên rước xuống. Hắc bạch diêm dương sẽ là đưa đi. Thì đó là thần hồn chịu khổ. Và đồng thời cái xác cũng giống như những đảng viên chính trị bây giờ, ai chết dân vỗ tay mừng đó. Vậy cũng chẳng ai đưa nó, đưa như hình thức thôi. Thì cái chết nó sẽ thưởng công và sẽ phạt. Cho nên mình muốn bao nhiêu người khóc cho mình thì hôm nay chúng con phải suy nghĩ cái đó. Muốn bao nhiêu người nguyền rủa mình cũng phải suy nghĩ. Ngày xưa nước Tàu có Tần Cối và Nhạc Phi. Hôm nay nước mình cũng tương tự, cũng có Tần Cối và Nhạc Phi. Mấy con hiểu chuyện Tần Cối Nhạc Phi không? Không hả? Trời ơi, lớn tuổi sư phụ mà sư phụ qua Mỹ 14 tuổi mà còn biết Tần Cối Nhạc Phi. Không phải con lớn tuổi gì không biết Tần Cối Nhạc Phi là ai à? Nhạc Phi là một người anh hùng, yêu nước. Nhưng mà lúc nào cũng bị những gian thần hãm hại. Còn Tần Cối là gian hùm. Thì nước mình bây giờ mình nói thôi, mình nói tên đụng chạm. Nó cũng sẽ có Tần Cối Nhạc Phi của nước Việt thời này đó. Thế thì sư phụ thấy Hany biết là chôn á, thì đất nước Mỹ này mình là người của Việt Nam qua đây, mà khi chôn á, bây giờ con cái á, hay là nó na đây mà đó, rồi hay là nó bận rộn, nhất hẳn là ở đây là bận rộn lắm, thì đi về là phải ghé thăm, phải viếng thăm này kia cái nọ nó phiền phức, hoặc là nó chuyển đi ở nơi tiểu bang khác. Nó cũng phải vậy thì làm sao sư phụ? Ok, con đang là thiên rồi đúng không? Dạ. Sư phụ đang làm ở Thiên Long Sơn. Thiên Long Giang này cũng giống như Thiên Long Sơn rồi, nó là
cũng là của sư phụ lập ra, của cái đời này trên nước Mỹ. Thì tương lai Thiên Long Giang, nếu còn ở tiểu bang những gần đây cũng, nó sẽ có một cái nhà đó, sẽ chứa hết tất cả những họ thiên, only, dùng chữ only, Việt Nam không hiểu, là chỉ duy nhất những họ thiên về đây tu tập. Thì mình có cái nhà cốt ở đó. Và đồng thời sư phụ sẽ, những họ thiên lưu truyền mà giữ Thiên Long Giang á, cũng hương khói những đứa anh chị họ thiên đã ra đi, thì tại nơi này. Tại sao chưa có làm thôi. Thiên Long Sơn thì cũng sẽ làm vậy. Cho nên về phần mấy đứa họ thiên đừng có lo xa mấy chuyện đó. Còn trừ khi mà còn sống á, thì sư phụ đang tìm những nhà thầu mà thiện tâm á, tại họ dư tiền rồi, họ bị ung thư cũng sắp chết. Họ đổ vô đây 5 triệu, 10 triệu giống như kỳ rồi cái World Line đó. Nó mà chịu chơi xây 1000 unit đi, rồi muốn làm ăn lớn, thù đổ ra 10 triệu cho nó xây. Thù muốn tất cả những họ thiên lớn tuổi này thù nuôi, vô đây free, không có gì hết. Chỉ có vô đây lại cha đọc kinh, rồi lụm cỏ, rồi trồng hoa cho thù là thù mừng này. Thì sẽ có hai cái đó. Sống thì cũng ở mảnh đất này, chết cũng ở mảnh đất này. Về trời chúng ta về chung, đó là họ thiên. Còn họ khác thù không có bảo đảm nha. Thì trong đó sẽ toàn là mình làm cái gì nó cũng label giống nhau. À, thiên thu bà, thiên cẩm tú phải đỡ gần nhé, thiên mai khánh đồ. Thì sau này nó là vậy. Cho nên mấy con đừng có lo mấy cái chuyện đó. Để cho phụ lo rồi. Nhưng mà theo nơi sư phụ á, thiêu rồi á, thả ra ngoài biển và xong nó cho đi theo trời, theo đất được hay là lại đem cái trò đó gửi vô của sư phụ làm nhà ở đây. Bây giờ con lúc đó cũng làm bà tiên ở trên trời. Con cũng muốn xuống thăm con cháu con họ thiên tương lai nó làm gì. Cũng giống như bên Cali má anh Trinh thù đặt họ thiên thù đưa bà về trời đó. Bà cứ bay lên bay xuống hoài. Khi chúng ta đã thành người cõi trời rồi chúng ta tự do tự tại. Trừ khi con làm ma thì có mấy ông thổ địa, mấy ông ấy kèm chế. Con không có được tự do đi đây đi đó. Chết ở đâu ở đó. Hoặc là cái mồ của con trốn đâu con lẩn bẩn đó. Khi con đã thành chư thiên rồi là con đi xuống độ chúng ta sanh. Lúc mà những lúc con đọc kinh mà nó nhột nhột trên đầu thế này nọ, toàn là những chư thiên không à. Họ cũng là người, họ cũng có thể ngày mai mang thân người như chúng ta. Thì con cũng sẽ là một bà tiên. Cho nên tất cả những họ thiên mà có trẻ là phải tôn trọng những họ thiên lớn tuổi. Là vì sắp sửa trở thành ông tiên, bà tiên để mà độ lại đứa mấy đứa trẻ còn tại thế. Hôm nay đã ngồi gặp nhau, ngồi gần nhau. Thì là người thân với nhau rồi. Cũng giống như đệ tử đảng má, đệ má ngồi đây cũng là sẽ là bà tiên. Thì sẽ về độ cho con mình. Chứ không phải là cử quyền về độ cho cử quyền. Mà họ thiên độ cho họ thiên. Hai cái khác nhau phải phân biệt nhé. Ông nội mình không có tu. Cũng không có tội. Thì làm ra ma để vòng vòng là cổ hồn các đảng. Rồi con của mình, con cháu của mình một năm làm đám dỗ. Nghĩa là cử quyền về độ cử quyền nhưng mà nó đâu có nhiều. Mà nếu mà con cháu mình hôm nào nó bất kính, nó không cúng, mình thèm này thèm kia nó không cúng, mình thấy nó ăn sen rồi nó đổ, mình cũng bực thêm nữa. Còn chư thiên là đi về trời có cái thần thông khác, có cái hào quang khác, hào quang nó sáng hơn, nó không có tối như là cử quyền. Hai cái khác nhau. Cho nên con hỏi cái đó, mà nếu mà cái nhà mà chứa cốt nó chưa có xong á, thì con muốn bỏ biển á, thì con sẽ là đầu thai là ở dưới Long Cung làm người cá. Thôi dù nghĩ á, tốt nhất là làm để ở trong nhà hoàng á, cái cốt nhỏ nhỏ được rồi, hoặc là lấy cái cốt về đến bàn thờ thôi. Cảm ơn sư phụ. Rồi. Con cái là mới đụng lâm hết, mình muốn cho nó về một họ thiên để mình cầu nguyện cho nó được bình an, thì mình phải cầu nguyện cho sư phụ. Dạ sư phụ, con thích cho con theo sư phụ được không? Hả? Sư phụ rải nước cho con theo sư phụ được không? Chút nữa. Để trả lời đệ tử này, đệ tử này hỏi là con cái, con cháu nó rải rác nước Mỹ mà nó không biết họ thiên, đệ tử này đang là họ thiên mà muốn cho nó thành họ thiên. Cô nghĩ đời này con làm không được,
con phải tự gán tu tập lại sám hối. Khi con làm bà tiên ở trên trời, con là thiên gì? Thiên dừa. Thì con về con độ thiên ổi, thiên quýt dừa con. Tại vì khi mà lúc đó con thành bà tiên á, con về con nói chuyện nó dễ nghe hơn. Còn bây giờ con gọi nó chửi con liền á. Nó nói má hay bà ngoại gì khùng thôi, con đâu có khùng. Cho nên khó lắm con. Cho nên con phải gán tự tu đi, rồi làm bà tiên chứ. Nó nghe hả? Khi nào nó nghe mà nó biết xù qua mà tự động nó lết xác tới đây á, là sư phụ dễ anh chán nó thì lúc đó mới tin. Còn nó nghe mà để nó xin tiền con, để nó lấy tiền già của con thì sư phụ không biết. Khó lắm, không phải dễ độ người thân đâu con. Ok, nãy giờ nói chuyện lâu rồi, rồi con có hỏi gì? Nước hả? À, vậy đó. Sư phụ cũng khó đến đây lắm thì mình muốn khó đến đây. Con ở miền nào vậy? Muốn gặp sư phụ làm phép cho để được sức khỏe thôi, chứ còn lớn tuổi rồi có thể là còn con đâu phải hòa thiền phải không? Có đeo giáo thiên tâm không? Có, để nhà rồi. Giáo thiên tâm để nhà, lỡ như nãy con ra khỏi nhà gặp ma quỷ nó tấn công không có giáo thiên tâm sao bảo vệ? Có sư đây nè. Ok con. Con cũng còn nói láo sư phụ đó. Sư phụ có thần thông á, không có nói láo được. Tại con chỉ có tin phân nửa thôi, chưa tin hết. Có người cầm đưa cho cái giáo thiên tâm không. Không bao giờ nhỏ gì kêu bây giờ nói láo. Chỉ có lầm bà mẹ là nói láo nhiều với con là mẹ ăn rồi. Rồi. Hết bệnh nha. Hồng đó hả? Ok, thấy trời cũng nóng á, mình kết thúc cái này cho căn bản cho vui vui rồi xong mình kết thúc nha. Optical mode, Bluetooth mode, hi Echo. Optical mode, Bluetooth mode. Mày tưởng nào còn hỏi gì nữa không? Hỏi gì nữa không? Cần gì? Thiên gì? Thiên Tiết Mai, tên này đẹp á. À, và anh cũng có đệ tử Thiên Tiết Mai. Nhưng mà nó cũng cứng đầu hơn con. Con không cứng đầu hả? Ờ. Rồi. Bữa nay ở đây nhiều độ ha. Bluetooth mode. Low echo. Hi echo.
Chứ mình nói chuyện hoài cũng vậy, mấy con có hỏi gì không? Rồi mình kết thúc. Mấy con ngồi ngoài này chịu nổi không? Chịu nổi, chịu chơi vậy? Sư phụ không có sang trọng như mấy thầy trong trong Beo La phải không? Có tường, có máy lạnh được. Chúng ta ngồi bụi. Ngày nào Việt Nam tan tộc, đời ta chiếm xa bầy, nặng nề sủa đôi cánh voi, thiên đường càng xa vời quá. Là thời thủy nghĩa chết đuối, tiếng sóng gió tơi bời, nhận chìm đời không tiếng than, ước mơ cứ theo nghiệp hoàng. Suốt 49 năm qua, ta vẫn nhớ trước sau đời ta. Suốt 49 năm qua, ta vẫn nhớ trước sau đời ta. Bầu trời nghìn năm bão la, đời vẫn cứ lao tù. Người vì tự do cứ đi, đi hoài rồi không mời tới. Nhờ còn vòng tay nhân ái, ta mới đến bên bờ. Lúc đầu chẳng nói đắng cay, cố dắt yêu nhau về đây. Đã 49 năm qua, rồi cuộc sống cũng đã nở hoa. Những bông hoa xinh tươi, nở giữa chốn nhân ái bao la. Thiên America, for your open arm. Rain mercy like friends, for world first survey. In Australia, for your open arm. Mercy Canada, for life liberty. Ngày nào còn đầy ngơ ngác, từng tiếng nói xa lo. Nhìn đường phẳng phiêu ngốc xa, nghe lòng tuổi thân từng bước. Nhờ đời dài năm lùi tới, thân mến phố quen đường. Bạn bè vài mươi sắc dân, nước riêng nhưng thân phận chung. Ta thấm thía tự sinh, đôi bước nhục nhằn. Ta nếu anh bình minh, giữa cơn tự sinh. Đời dù bồn hoa lấp lánh, lòng vẫn nhớ quê nhà. Mẹ hiền đoàn chưa giấc mong, khi trời nửa đêm về xa. Đời dù buồn vui vẫn thế, đừng gây thêm chia lìa. Lạc loài là một nỗi đau, hãy nhau hãy tin còn nhau. Khắp nơi trên địa cầu,
đơn dấu bước chân Việt Nam, những đôi chân miệt mài đem vương tới dưới ánh ban mai. Lâu nay ta lặng thinh 49 năm ngày ngần, sống giữa hân và hoang, muốn hát lên đôi lần. Friend mercy là friends for world rest survey. Thank Australia for your open heart. Thank you Canada for the liberty. Thank America for your open arm. We thank the world for its true freedom. We thank the world. We thank the world. Thank you. We thank you all. Khắp nơi trên địa cầu, dân dâu bước chân Việt Nam. Khắp nơi trên địa cầu, dân dâu bước chân Việt Nam. Rồi, chào mấy đệ tử vô sân nha. Rồi. Vô gì? Ký giấy nữa hả? Trời ơi, tưởng đâu là kéo màn rồi chứ. Cái gì cũng được hết, miễn là có chữ của sư phụ là được rồi. Rồi chị làm gì mà? Có cái gì để kê lên không? Ok, gom lại đi, gom lại đi, sư phụ dễ ăn lượt. Đứng xa xa đi. Rồi, sư phụ dễ chờ. Trời ơi, tự nhiên nó hát vậy. Không có viết đỏ hả? Con đem có viết đâu à, đặt rồi chứ phụ cho con viết đỏ rồi. Rồi mời ai ăn cơm này ăn cái bộ, mời đây viết cho. Người của ai nhớ một chút lại lấy. Mấy con để cái này em, nó sẽ kỵ lại mấy cái bùa ngải của mấy cậu 8 cậu 7 cậu gì ở đây nghe. Rồi đứng xích ra xa đi. Rồi đứng xa xa ra cho phụ thở một chút. Rồi về chỗ ngồi đi, rồi phụ giết cha. Cảm ơn sư phụ. Rồi giết rồi mới được. Trả sư phụ ha, đi về tới San Antonio đó. Ok rồi. Ai ăn cơm mà cứ ăn đi. Không, mấy đứa con mời tao ăn cơm đi. Dạ xin mời anh chị em mình dùng bữa trưa. Anh chị em là cần sư phụ ký tiền đó, mình tiếp khách hàng để tiền đó. Hồi nãy có sư phụ nhận cái cho em có điện thoại bạc. Mình sẽ hỏi mình bệnh bảy thở. Mất em bảy ô cái này vô không có làm nhiều với đâu, vô mệt rồi. Tại viết này không phải dùng cái tâm lực truyền tâm ấn vô á, nó không phải viết thường đâu á. Một tờ này con bán 100.000 đô ta mua á, ở Việt Nam bây giờ ai cũng quý cái này á, nó sẽ vượt qua cái nạn kiếp á. Chờ mấy
Xin anh chị em mình xuất hàng. Xuất một cô đi xuất hàng, con mới nhớ rồi con đưa. Em đứng lại giờ rồi, em đứng lâu lắm rồi. Dạ không, em vừa con. Nhiều quá à. Lo để ăn đi. Cảm ơn chú. Rồi lấy mấy này. Cái này của ai vậy? Ủa, cái này nhiều quá vậy. Ồ, để tối về nhà viết chứ còn nhiều quá, đây viết cho mấy người này đi. Mấy ông thầy có giỏi chỗ nào cũng không dám viết cái này rồi con. Bây giờ thầy Bá Hòa ổng có cả 100 triệu tín đồ gì nữa đó, ổng cũng là một người đọc kinh này nói lại ngon ngọt thì nó kéo đông thôi. Nhưng mà ổng không chả có thần lực gì hết trơn á. Khác hơn sư phụ xa lắm á. Này lấy lên đi, nó lọt.